Chắc nghe. Hello, trời ơi. Ôi, điện thoại kia đâu con lên con ơi. Điện thoại đâu vậy ơi? Vô cái phơm viền đó rất là nhiều tiền luôn đó mà đi tẹt tẹt hoài. Hello mấy tình yêu xinh đẹp. Em nè, em xin chào mấy chị yêu dễ thương. À, bữa nay ca Hường ghê chưa? Bé Hường dữ lắm luôn á. Nay con mang sòn tặng mấy chị luôn nha con. Bữa nay tặng mấy chị sập sàn sòn. Rồi ok la nghe mấy chị ơi. À, hello hello. Dạ em chào chế Tâm Bùi, em chào mấy cục cưng xinh đẹp. Ngày ông thần tài mình chốt với ông thần tài nha cả nhà ơi. Chốt vàng ý và dạng sự như ý. Thần tài độ như ý nha. Rồi, bé Dễ Hương về chưa? À, tự em khen Dễ Hương em luôn, không ai khen Dễ Hương chưa? Mấy chị khen em câu Dễ Hương đó mấy chị. Dạ em chào Linh Lê nha. À, mùng 10 chốt với ông thần tài hôm nay em dẫn bán yêu thương cho cả nhà luôn. Dạ từ 900 một gam cho đến 1 triệu 3 một gam thôi. Chỉ có ngày hôm nay, sòn hôm nay em sẽ có 30 món tặng ngày diễm thần tài cho các chị luôn nghe mấy chị gái. Giá yêu thương nồng đầy lên mặt guốc ha. Em chào chế Huệ Hồn, em chào tình yêu Lon Giỏ, em chào tình yêu Trâm Phạm nha, em chào tình yêu Kiều Linh, em chào Nguyễn Lam, em chào tình yêu Trần Phương, Trần Trang Trang và em chào tình yêu Tâm Bùi. Em cảm ơn chế, chào em Đoàn Thiện Đức, chào tình yêu Giang Giỏ nha. Hello hello Mỹ Huyền, ok lên liền và chốt cái bía cái đầm cho chế. Ok chế yêu, chốt cái bía đầm nha. Em cảm ơn chế Thái Hòa. Dạ mùng mừng nghe mấy chị. Mùng mừng dạ, chốt đơn cho được phát tài giúp em. À, chốt kim cương cho nó vĩnh cửu nguyên năm. Bữa nay em có game chương trình tặng cho mấy chị, chia sẻ lên 400 lượt em tặng 3 hộp cuối cùng trong lịch sử rồi, không còn nữa, lấy hộp lên con ơi. Dạ em chào chế Thái Thảo nha, chào tình yêu baby Di Nam tầm 14-15 gam. À, ok tình yêu Tiên Giỏ từ từ em lên cho. Em chào chế Lon Giỏ, em chào tình yêu Nguyễn Trúc nha, Mỹ Hạnh Đăng. Dạ em chúc nguyên một năm được an lành, tấm phát tài phát lộc giùm em, dạng sự như ý nha mấy chị gái. Em chào tình yêu Thái Thảo, cảm ơn Thái Thảo nha. Hôm nay chốt lộc của Vinh nha mấy chị ơi, ngày dí ông thần tài chốt tinh Vinh nữa, vừa có nhà vừa có tiền, má anh tinh thương nữa, vừa có tiếng nữa, ôi đầy đủ luôn em, phước lộc thọ hên luôn à. Rồi bây giờ lên nè, em lên mấy chị, đây em tặng ba chị nha. Ai chia sẻ với em mấy chị gái ở trên nè mấy chị, 300 lượt vô kéo liền một lượt nha. Em còn 3 hộp cuối cùng thôi, không còn, em không còn tặng khách tại tiệm được nữa, mà chị tặng trên livestream với chị nào kéo giùm em 300 lượt xong mình vô mình chơi game như bình thường. Phạm Hồ đi núi Sam nghe lâu xuyên. Ờ sao không ghé em mấy chị ơi, tháng giêng á là tháng đi chùa mẹ chúa xứ, mấy chị ghé em. Trước là ghé mẹ chúa xứ, sau là ghé sắm dần ý, vừa dạng sự như ý nha. Sắm cũng được không sắm cũng được mấy chị, thay vì ghé cà phê Võng đúng không, giờ không ghé cà phê Võng, ghé tiệm vàng uống nước cho nó vui, cho nó mát, cho nó lạ hơn người khác mấy chị gái nha. Em chào tình yêu cỏ ba lá, em chào chị Bảo nha, chào chị Phương Lê nha. Rồi ok xin vía chốt vía nha. Hôm nay là giá yêu thương mấy chị gái ơi. Rồi đây em lên một cái nhẫn sòn liền cho mấy chị luôn. Em đây tặng liền thôi, không nói nhiều luôn em. 42 em tặng 25% liền luôn, nay chơi bút nóc nha cả nhà. Em chốt cho cái vỏ nhẫn bông mai siêu to, được tặng một viên nhân tạo luôn, 32 triệu. 42 triệu em tặng 25% ngày em thần tài tặng liền 10 triệu. Rất là ngợi được nhiều tiền nha. Hôm nay sòn em cho đổi lô 10 bằng lỗ 20. Hôm nay sòn em cho đổi lô 10 bằng lỗ 20. Dạ. À, em chào tình yêu Nguyễn Thu Thảo nha. Đúng rồi mấy chị. Mấy chị chốt với em là ok là. Chủ ở trên đang là viên nhân tạo 6 ly 3, nhẫn bông mai 2 tầng luôn. 42 em tặng liền 25% cái vỏ nhẫn siêu to khổng lồ này luôn nè mấy chị gái ơi. Hôm nay sòn nhiều nhiều lắm cho mấy chị luôn, giá hơi bị tuyệt vời. Chốt vía ngày em thần tài, chốt kim cương cho nó vĩnh cửu thiên thu nha cả nhà ơi. Đó, vĩnh cửu nguyên một năm, làm ăn cho nó dài. 32 triệu chiếc nhẫn siêu to. Nhẫn bông mai 2 tầng hộp giùm em. Dạ, xin vía đông khách nha, xin vía dễ thương nha em nè. À, ok, tình yêu Trinh Đông Đông, chia sẻ nhiều lần nha mấy chị gái. Một chục lần, hai chục lọc luôn. Hai chục và cái hộp mấy chị ơi, hộp không còn tặng kịp đâu, em vẫn còn tặng bao lì xì. Hôm nay chốt tất cả trên livestream này sẽ được bao lì xì hết. Đưa bao lì xì lên con ơi. 32 triệu em nhẫn này nha, chỗ to lắm mấy chị. Ai bỏ lỡ sòn là tiếc nha. Hôm nay em có lên bạch kim luôn. Bữa nay có cái gì là chơi cái đó hết đó. Rồi dòng này em về được số lượng là 3 dòng, dòng Amaro 9 viên. Em chốt đơn 1 triệu mốt 1 gam, em có 3 chiếc. Rồi, đây đây là ông thần tài mấy chị gái. Đó. Bao lì xì ông thần tài, trong đây nó sẽ có cái lọc may mắn ở trong này. Em cầu tình yêu bé Hảo. Đó, đó, nụ cười tỏ nắng. À,
Bữa nay tất cả mấy chị mua ít mua nhiều mua gì em cũng có tặng hết luôn nha cả nhà nha, không giới hạn luôn dùm em, chơi maximum luôn dùm em. Gút vàng hả? À, gút vàng không à, chụp hình cho tình yêu Mỹ Huyền coi đi con. Cái hỏi cái gửi cái hình qua đi mấy bạn, lên đơn cho mình tình yêu cho, lên đơn cho bạn cho. Đây một cái nhẫn bông mai siêu to nha, 42-42 mới mua được đó. Em chốt cho 32 triệu, em chốt cho 32 nha. Đó đây nè, dây chuyền em lên cho mình một cái sợi dây chạy tiền trái tim gì đó. Bữa nay chốt ngày thần tài, em chốt giá 1,2 triệu một gam, ai bỏ lỡ tiếc nha. Bữa nay em tặng hết cho mấy chị luôn, 1,2 triệu CD 1212. Em cảm ơn tình yêu bé Hảo nha. Rồi bé Vinh lên, bữa nay là em không lấy lại, chỉ lấy lọc cho cả nhà thôi, cho mấy chị chốt vàng ý cho thần tài độ như ý. Bữa nay 7,620,000 em chốt đơn cho giá 1,2 triệu gam. Em có một sợi duy nhất, em có một sợi thôi, đồ hàng hiệu đó mấy chị. Hôm nay mua 1,5 triệu một gam rồi. Ok bé Hảo, rồi nhả dí cho tình yêu coi luôn. Em chụp lâu ra xanh sai coi. À rồi Vinh tính cho bạn 31 năm mà mãi chụp nè, bằng được thì mình chơi với bạn lớn luôn rồi đó. À, đây dạ có, nay mặt sòn có luôn, để em lên cho. Rồi chốt 31 năm. Ok lâu ra xanh sai, cái những bông mai hai tầng hộp này đẹp lắm. 7,620 em chốt tình yêu bé nướng ở Trần. 7,620 bữa nay không lấy lại lấy lọc nha, bữa nay ngày thần tài, em muốn mấy chị chốt được cái ngày này đặng cho nó như ý nghe mấy chị, thần tài độ như ý. Nhẫn này hàng mới em chốt luôn cho giá 1,199,000. Em có hai nhẫn 1199 hộp Amber, hộp cao cấp luôn nha. Yeah, em chốt đơn cho 1199 quá rẻ nha. 10 triệu giùm em có hai dây em để rồi. Dây em đang đeo mấy chị gái ơi, hồi nãy ba mấy gam hả con, hồi nãy nhớ không con, đứa nào con nghe này nhớ không. Dây bữa nay em chốt giá 1,3 triệu gam, hàng mới luôn nghe cả nhà, 1,3 thôi. Rồi Trà My em chốt cho Trà My 7,620 luôn nè, em nhớ hình như có hai cộng bên kia. Ok Trà My, rồi nhẫn chốt đơn nhà em 15 triệu mới mua được nha mấy chị. Em lên đơn giá 1,199,000. Trời ơi xin vía của cô bé áo hồng này mấy chị, dễ thương, dễ chịu, dễ mến dạ. Sống ở đời rất là biết nhẫn nhục, biết ok, dễ thương lắm. Nói chung á chị chốt vía giống em thôi là được rồi nha, giống em là được rồi đó mấy chị. Nở không nụ cười nè, cái nết em thôi. Em cái tên em giàu lắm đó, em đi học em tin tiền đó, em ở nhà em tin Vinh đó là mấy chị nghĩ đi. Mấy chị vừa có Vinh qua phú quý, vừa có nhà cửa nè. Em đi học em tin tiền nữa, ôi không xin với em, xin với ai nữa mấy chị, bữa nay ngày thằng tài. Rồi em nhả dí chị Hồng Thấm Nguyễn nè, em nhả dí chị yêu Dương Dương nè. À, mấy chị cứ cầm anh em nhả dí cho nè, rồi uống miếng đâu nè, cà phê sữa nè, Thùy Mỹ nè. Bữa nay chị bán lấy lại thôi, không bán lấy lọc, mấy chị ghé tiệm nha, mua vàng ý cho thằng tài độ được như ý nha cả nhà ơi. Nụ cười em tỏ nắng đó, ơi sai đắm mấy chị chưa. À tới con gái còn mê em đó, đừng nói tới con trai à, thấy không con, con mê mẹ không, mẹ sẽ kết bạn với bồ của Hào, xong mẹ sẽ điều tra, mẹ sẽ nhắn tin để mẹ coi con nó có dễ thương như con không. Nếu mà dễ thương thì con như hiền kiếp sau nghe con nha. Giờ ok em nhả dí cho bé Hảo nè, em nhả dí cho An An nha. Dạ nhả hết, nhả dí cho mấy chị nha. À, cứ xin dí em nè mấy chị, đầu tiên là chẳng có gì hết đó, bây giờ có tất cả luôn đó mấy chị. Nói đó thôi à, không nổi à, cũng sắc cũng được nha. À, chồng cũng cực kỳ là cưng đó, nói chung là giờ là chồng là cực kỳ cưng. Và cũng giàu nhẹ nhẹ, thôi mình gọi là giàu ú ụ luôn đi. Thôi bữa nay cho em hơi ấy đi ha. Nhã dí bán đất cho em nè, nhã dí nụ cười tỏ nắng cho em nè, nhã dí trẻ trung nữa nè mấy chị, trẻ chưa, 39 tuổi. Mấy bạn nhìn tôi 25 tuổi thôi, ai thấy em 25 tuổi thả trái tim cho em coi, ai thấy em 25 thả trái tim, nhân viên thả 25 cho tặng bộ đồ. À vô thả tim mà tặng bộ đồ. À ok Mỹ Hình Dương cứ vô liền, mấy con quỷ đi vô liền. À tiệm đông khách rồi yên nè mấy chị, bữa nay tất cả có lì xì ngày em thần tài nha mấy chị ơi, chia sẻ livestream giúp em đúng rồi, thêm 25 tuổi hả. Ok em nhả dí cho Hồng Hải, em nhả dí cho Hạnh Nhân, em nhả dí tình yêu đó, em trao dí luôn tình yêu. Em nhả cho Phú Gia nè, Hồng Hải nè, Hạnh Nhân nè. À, em nhả dí cho tình yêu cô Út nè. Bữa nay ngày mùng 10 em thần tài là mua vàng ý, là dạng sự như ý là đúng rồi. Em chào tình yêu Mai Tiết nha. Em hello cả nhà mấy chị, hôm nay chia sẻ giúp em. À, tặng kéo game liền luôn nè, tặng này giùm em nói chị. Rồi thần tài phát tài, comment giùm em tặng liền luôn. Dạ comment giúp em, dạ em nhả dí cho tô mì. À, em nhả dí rồi, thả dí cho tình yêu Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Hồng giùm em, Châu Phạm, Long Nguyễn, Phương Lê. Dạ 25 xuất sắc thiệt, em 40 tuổi rồi mấy chị, 39 tuổi rồi đó mà em như vậy đó. Rồi em tặng liền luôn em thần tài phát tài,
thần tài phát tài, nhả liền luôn tại chỗ. Em có mấy chục món sòn nha, em còn 3 hộp duy nhất thôi. 60 ông thần tài chiều nay về, hồi sáng là mặt mày xanh lẻ rồi mấy chị gái. Không biết nó chốt làm sao mà thần tài, ông thần tài không đủ trả. Bây giờ online là chiều nay bắt đầu em nhận, sau này em cho đi luôn. Đó rồi, tặng luôn cho em nha. À, nhả dí cho Mai 100 ly luôn, vào ủ ủ chồng dễ thương nha mấy chị gái. Nói chung là chồng cưng lắm đó chị. Em là về nhà là giống như em bị liệt chứ. Ơi, đổ nước tôi uống, ăn tôi uống, lao tôi nuôi, trời ơi, đó sao tôi giống người làm bà dữ vậy Vinh. Dạ, kệ mấy chị. Chồng mà khôn là chồng để cho mình ăn hiếp nha. Dạ. 10 thằng mà để 10 thằng 9 thằng mà bị vợ ăn hiếp là thành công. Nha, còn những nội nào mà ăn hiếp vợ nha, gia trưởng nha. Ồ, mặt xấu quắc, à, không có đẹp. À, đó rồi, em chốt nè. Kéo xuống nha cả nhà, kéo xuống nha. Chơi vui vui vẻ giúp em. Em đi liên tục luôn nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 phát tài. Em bữa nay em thần tài em lên 10 luôn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 em thần tài. Rồi em chốt tình yêu Quỳnh Hằng Quỳnh Thị Kim. Trời ơi, tặng hộp quá vui. Quỳnh Thị Kim. Nè con, chỉ đúng 3 hộp thôi. Lên cái kia cho người ta nghe rồi, ok. Mấy chị gái, bữa nay lên là chủ yếu chúc mấy chị thôi. Nhả dí dễ thương nha mấy chị hết nha. Nào không, cái mặt em cười tươi đó mấy chị gái, mấy chị thấy rồi đó. Người giống em, chị nào mà có chỉnh sửa thẩm mỹ ở đây em cũng nhả dí cho, dù chỉnh sửa thẩm mỹ đơn giản đẹp nha em. Và em cũng chỉnh nhẹ nhẹ. Có cái càm vô lô mũi, có cắt mi dưới mắt thôi. Chứ cũng không có gì nha mấy chị gái. Dạ ok, em cảm ơn chị Dương Dương, cảm ơn chị An An. Em còn quà nha, ở đây với em nha. Em lên tặng liền luôn nè, em có một cái sòn. Một cái vỏ nhẫn sòn, à, bông sòn đi. Bông sòn siêu to. Em sẽ có 2 đôi cho mấy chị nha, 14.500. Em chốt cho em có tặng luôn hộp nhân tạo. À, chút xíu tiếp tục nha cả nhà. Đây, em có 2 đôi, tấm xung quanh là tấm 1 ly 7. Em chốt đơn luôn 14 năm. Em lên cho mấy chị 10.888.000 siêu đẹp, em có 2 đôi. Vỏ sòn halo tấm 1 ly 7 tấm to, em đang tặng hộp nhân tạo 4 ly 4 ly rưỡi. Chốt đơn 10.880.000. Dạ, nhận dí nhanh gọn lẹ dễ thương mấy chị. Rồi mấy chị nói không mà trong làm ăn mua bán mà mấy chị lấy cái nết em thôi là được đó. À, đây nè, dễ thương chưa đó. Nhả dí xe ha. Dạ xe giờ em cũng khùng như xứ lê. Nhả dí đồng hồ nè, nhả dí vàng cho mấy chị nè. Dạ nhả dí chồng cưng nè mấy chị gái ha. Đó, nhả dí nhân viên thương nha. Em tới đâu ai cũng thương em á. À, nhân viên thương tao không? Say quá nó em không có thương chị chết tôi luôn kia mấy bà. À, rồi ok nè. Có thương rồi ok, bạn được cái áo. À, được, mua chuột. Nguyễn Hằng. À, rồi Hồng Đinh. Phương Như. Nè sòn nè con, tất cả nó lại nay sòn 10-20. Sòn bữa nay 10-20 rồi ok, Phương Như em hết nha. Rồi tiếp tục ai nữa không mấy chị ơi? Hồng Đinh có đơn, Phương Như có đơn. Và cái hộp đó em tặng tôi hết nha cả nhà. Hết, tiếp tục. Khánh Huyền luôn nha, em có thể nhận từ 3 ly 6 tới 5 ly 4 được luôn chị gái ơi. Lên luôn mấy chị ơi, đây. Nhận nữ hoàng 3 hàng hộp siêu to, đẹp như vậy nè mấy chị. Em đang tặng viên chủ hộp nhân tạo luôn, em thông báo với mấy chị luôn. 42 triệu, em chốt đơn cho 20% liền luôn tại chỗ, 33 triệu 600. Rồi chị, à, em nhả dí ông thần tài cái này cho mấy chị luôn, 499k cái này. Tất cả tiền mà mấy chị thanh lý quần áo là em đi từ thiện hết mấy chị, cho nên là cứ yên tâm. Cái tiền của mấy chị đang tốt nữa đó. Em mặc xong lần cái đàn nhân viên em cho thì cho con nào mấy chị thỉnh cái dí em đang mặc về cho giống em nhận được luôn nha. 499.000 tháo tại chỗ. À, rồi mấy chị gái dòng đinh em còn lấy hồng hay trắng tình yêu. Đây bên hồng bên trên 33 triệu 600. 42 triệu nha. À, ai bỏ lỡ tiếc luôn giúp em 42. 33 triệu 600. 4 ly rưỡi sạch sẽ rồi tình yêu ơi. 30-40 viên sạch sẽ rồi. Em chốt cái vía đầm cho tình yêu Nguyễn Đào. À, con ghi cuốn sổ lại nghe con ơi. Có nghĩa là em sẽ từ thiện cái tiền quần áo riêng á mấy chị. Rồi cái tiền mà em hứa em từ thiện riêng là cái tiền em riêng nữa. Có nghĩa này là em phát sinh thêm từ thiện nữa. Mà đó giờ em không có kêu gọi ai hết á, có một mình em làm thôi. À, chỉ có một mình em làm thôi chứ em không có kêu gọi ai hết. Tự bản thân thôi. Rồi em chốt với tình yêu Nguyễn Đào nha bé Vinh hết. Đầm này mua, em mua 700k. Rồi chốt nhẫn giùm em. Nè mấy chị, ở trên đó tấm lớn, tấm 2 ly 2 ly rưỡi nha. Con ơi, có này có chuyện dính ly này nha con. Nè siêu đẹp chưa mấy chị gái, chiếc nhẫn to đùng luôn. Đặt lại đặt 40-42 triệu giúp em, 33 triệu 500. Bông em đang đeo hết chứ. Em tặng 1 triệu 1 gam. Áo hết rồi mấy chị yêu ơi, áo hết rồi đó, dễ thương chưa. Màu hồng cho nó hồng phát bữa nay đó mấy chị gái. Chiếc nhẫn
42 triệu đặt lại siêu to, lên món dựa vẫn còn to. Đây em chốt đơn 33.500.000, em cho đậu luôn 10 bông lỗ 20. Ai bỏ lỡ là tiếc. Ai bỏ lỡ là tiếc nha. Rồi 33 năm. Ôi nhỏ này sale, tao đang thấy bán đắt của mày sale quá, nó ăn tỉnh bơ vậy mà. 33.500.000. Sao con? Rồi bông mai. Chốt áo Nguyễn Đào, mua áo Nguyễn Đào thỉnh. Áo Nguyễn Đài, Nguyễn Đào lấy vía rồi tình yêu ơi. Nguyễn Đào lấy vía rồi. Đây coi trên người tôi còn gì nữa. Ôi tôi còn có đôi dép hả? Em còn có đôi dép gì đó mấy chị ơi, mà dép này mắc quá. Dép này tới mười mấy triệu lận. 33 năm. Rồi em chốt đơn cho tình yêu Nguyễn Cẩm, Nguyễn Cần. À rồi chúc một ngày thần tài mấy chị. Chốt được vàng ý, vạn sự như ý, thần tài độ như ý. Chúc được kim cương thần tài độ cho mình có cuộc sống vĩnh cửu lâu dài nha cả nhà. 8532 chốt chân triệu mốt. 9.200.000, 1.100.000 một gam và 1.100.000 một gam. À bữa nay ngày thần tài em sẽ mở cửa đến 10 giờ luôn nha mấy chị. Em sẽ mở cửa đến 10 giờ luôn. À 9.200.000. 1.100.000 một gam thôi, hàng đẹp. Song hỷ Amoral ở chính giữa nó có một cái bông mai, hàng biết nhà em, đụng hàng đền 1 tỷ nha. Rồi lên tiếp tục luôn em. Dạ mấy chị cuốn cuốn cho em, chia cho em chút xíu, ngày thần tài mới mong mấy chị chia đó. 92. Rồi đây chốt đơn 9.200.000. Lên nữa nè mấy chị, em có một cái dòng ISL. Ni tay em chỉnh sửa ni tay được, lên luôn 1.000.000 luôn à. 1099 luôn, ngày thần tài luôn, 13.900.000. 139 nhẫn ISL 139. Dạ rồi cái nào chị gái có nhẫn lên viên chủ không mà? Chị gái bông tai đó có 9.200.000 thôi. Vòng em chốt đơn em đang có số lượng là 3 đủ ni tai. 15g70 chốt đơn 1.000.000 luôn. Chị mốc 50 nha, sorry. 18.000.000 giùm em 1150. Em có số lượng 3. Mặt nam em chưa có cục cưng ơi. Bông ISL to vậy có không? ISL chắc tuần sau em mới về có mẫu đó đó nha. À lậu trơm. 1.150.000, 18.000.000, em có số lượng 3 luôn rồi em đủ ni tay. Dạ em chúc mừng tình yêu anh Huê. Ruby Lê gán đợi chị tuần sau nó sẽ có đó Ruby Lê. Nhẫn kim cương 12 tháng 1 á. À câu chế Lê Hà đi con ơi. Sóc đơn chế Lê Hà lâu dữ rồi. Sorry chế, em muốn mua mày bị đứt đổi dây khác. Em ơi nhắn cho tin nhắn giúp chị Vinh. Hướng dẫn gửi về đổi cái khác đeo cho đẹp nha. Rồi dòng nó có 9 miếng amaro đẹp như sòn. Cái đai nó đai trơn, em có số lượng là 3. Chốt ngày em thần tài cho mấy chị 1.150.000. Ok BN Huyền. BN Huyền giúp em 18 chốt đơn. Và Kim Nguyễn, à có tin nhắn Kim Nguyễn. Vinh chưa có mặt nam ở đây cục diện ơi, thôi thông cảm giúp chị Vinh nha, chưa sọn. Rồi đây bé hot nè. Bé hot nè. Mặt sòn phải không? Đây lên nữa mấy chị ơi, em có dòng cạc chia. Em đang có số lượng là 2 dòng thôi. Em chốt đơn vàng hồng luôn 1.200.000 nha. 1212 em có ni tay 50 51 52 nha, 1.200.000 gam thôi, tặng cho mấy chị ngày này đó. Em có hai mùng 12 hả? Mùng 12 là bữa nay mùng mấy rồi? Mùng 10 đâu, không kịp. Không kịp đâu bé. Rồi chốt đơn giùm em 6.500.000, em có hai nhẫn sòn tiếp tục giùm em này mấy chị gái. 42.600.000 em chốt đơn cho 25%, chị nào bỏ lỡ tiếc nha, một cái nhẫn bông mai siêu to. 31.900.000 nha. Rồi lên 25%, bữa nay ngày thần tài. Trời mấy chị, chiếc nhẫn bông mai này tắm to, tắm 2.5 ly, 2.4 ly, 2.5 ly. 42.600.000, từ từ đang lên mặt cho em đó cưng ơi, đon trinh trinh đon ơi. 31.900.000, 31.9, 25%. Dòng em chốt 6.500.000 với tình yêu Vân Thúy nè. Dòng em có 2 thôi, chốt giá 1.200.000. Và like tiệm yêu cũng giống nhau đó tình yêu ơi. Giá tiệm cũng được, mua trên like cũng được nha. Bữa nay đẹp không chồng? Vợ ngày nào cũng đẹp, trời ơi. Ngày nào cũng đẹp, em chốt tình yêu Thúy Wendy. Kè chồng em vô kìa mấy chị. Mấy chị chốt em ha, nhã dí anh á. Chồng em cưng lắm mấy chị ơi, đó, nhã dí chồng cưng. Chốt đơn 42.000.000, còn 31.900.000. 31.9 nha. 25% luôn, ai bỏ lỡ tiếp giúp em. Dòng đó là vàng hồng 50, 51, 52, 53 đều được. 31.900.000. Bông 9.000.000 còn tình yêu hoa tử đằng. Nè con, dòng 18.000.000 vô cho chị con. Dòng 6.500.000 tình yêu Phương Ngọc nè. Dòng đinh nó lấy bên đây nghe con. Dòng đinh 65 nè, 18.000.000 nãy có chế kia mua nè, chế BN nè. Nhẫn 42.600.000 nè, còn 31.800.000 nè.
Đây BN, BN cái dọc mẹ dục qua là người ta mua đó. Rồi bông tai 9 triệu 2 nè. Dạ ok chị Hoa Tử Đằng vô 9 triệu 2 cho tình yêu xinh đẹp. Chốt đơn 9 triệu 2. Dạ dòng 18 triệu. Đồng hồ đi ha chị. Dòng LV rồi để lên lên liền, từ từ em lên liền, bữa nay bán đắt quá. BN tiền giùm em nè, 1150 gái ơi. 42 triệu 600 còn 319 nha. 31 triệu 900 ngàn. Tiếp tục nữa lên em, quá trời đồ đẹp mấy chị ơi, cái dây này nó xuất sắc luôn à. Em chốt đơn cái giá 1 triệu 2 gram. Đẹp xỉu luôn em nha, sang cực kỳ luôn, 1 triệu 2. Rồi căng cái đi con ơi, căng cái con ơi. Căng cái, căng cái. Em có một dây chữ H luôn. Một dây chữ H với mặt Amaro luôn. Em chốt giá cho giá 1 triệu 3 một gram, một mặt duy nhất, một dây duy nhất. Em bán chung không bán lẻ nha. Bây giờ bán chung không bán lẻ, 1 triệu 3. Rồi, lên đơn giùm em dây này. Xuất sắc của thương hiệu Hermès. Mấy chị muốn đeo thương hiệu cũng được, hoặc là muốn đeo theo cái tên cũng được. 8 triệu 900 ngàn mấy chị ơi. Dây em đang đem sale luôn 1 triệu 3. Ngày thần tài nhã dí 1 triệu 3 nha. Nè mấy chị. 1 3. Nè căng luôn này con. Nhiêu con? Dạ 34 triệu giùm em này. Rồi dây này đẹp chưa mấy chị? Sale có 1 triệu 2 nha. Quá xuất sắc cho một cuộc tình. Ở dưới đi hộp Amaro, ở trên là hộp nó có toàn ten tăng đưa khúc này em ấy chị, toàn ten tăng đưa nè, nó lên đẹp cực đẹp luôn. 34 triệu. 34 em chốt đơn cho giá 1 triệu 2 nha quý vị. Quý vị ơi, 1 triệu 2. Những em đang đeo 31 triệu 900 ngàn nha mấy chị ơi. Những bông mai nè, ở bên hông đài này nó có hộp luôn, ở bên đây nó đi 3 hàng luôn, nó đẹp cực kỳ. Em đang có một viên hộp chủ nhân tạo 7 ly 6 ly 3 trên này luôn. 31 triệu. Nhiêu cơ? 37. Rồi 37 cho em ha. Dạ dây em đang đeo 34 triệu nha, xe 1 triệu 2. 34 xe 1 2. Rồi để em lên hàng. Em lên hàng mới giá giữ cho mấy chị luôn nè. Đỉnh luôn. Đỉnh của chớp luôn nha em cái này. Dòng 6 triệu rưỡi em chốt tình yêu Bảo Ngân. Ok, dòng màu hồng con chốt đơn cho Bảo Ngân. 6 triệu rưỡi cái form sao rồi con? Form sao rồi? Lên đẹp đẹp chưa? Rồi em lên luôn nha mấy chị. Dây Việt Shop em có số lượng là 2 dây. Em chốt đơn luôn men 1 triệu 3 một gram. 1 triệu 3 một gram. Đồng hồ còn nào không con ơi? 15, 25 triệu hơn, Phi Hân Hân ơi. 1 triệu 3 ngày thần tài 1299 mấy chị ơi. Thần tài 1299 cho Vĩnh Cửu nè. Dây em đang đeo là 34 triệu nha. Dây chữ H hồi nãy là mua cái mặt không được luôn tình yêu. Mua cái mặt không được luôn nha. Chữ H này mày để đâu vậy em? Thấy không? Mới cầm em mặt chữ H nè. Có cái bỏ bọc bên đây không ta? Em mới bỏ chữ H ở đâu rồi, từ từ em lên chữ H cho cục cưng. Trời ơi, mới bỏ đâu rồi. 34 triệu 1,2 nha cả nhà. Dạ 15,25 đó chị Phi Hân Hân rồi, bé Vinh mới trả lời chị đó. Đổi lỗ 15, bán lỗ 25. Đeo trong vòng 2 tuần, đổi lỗ 10, bán lỗ 20. Rồi cái dây này sang siêu đẹp, có thần tan tăng nữa ở đây luôn này mấy chế. Rồi nó xuất sắc nha. Bây giờ phải mua giá 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi rồi mấy chị ơi. Không có giá 1 triệu 2 đâu. 34 triệu dây này, lên cổ cực sang luôn em nè. Lên cổ là cực sang luôn đó. Ok Nguyễn Thí, em coi liền. Rồi 34. Mặt nam 13, 14 em có đây chị gái ơi. Em không có mặt nam. Em có mặt nam. Đẹp chưa? Em có số lượng là 2 dây. 10 triệu 650 ngàn. 10 triệu 650 ngàn. Dạ, nói chung về nào chị bán ở đâu cũng được. Nhưng mà chị bán đâu, mình mua đâu, mình bán đó thì nó sẽ được cái giá cao hơn mấy chị. Nó nguyên tắc nó vậy đó. Còn ai người đó binh thôi à. Còn con người khác đem lại thì lúc nào cũng phải mua rẻ ra. Thương hiệu Việt Sáp, ở trong nó có đá cẩn xà cừng. Hàng cao cấp luôn, có toàn tan tăng đưa. Tình yêu nào bỏ lỡ dây này tiếc nha. Em có 2 dây thôi. 10 triệu 650 ngàn. Dạ không có, tình yêu baby ơi. Em có mặt nam lớn. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn, có toàn tan tăng đưa. 8 triệu 190. Bé SL đụng hàng cộng em đền cho 500 triệu nè. Hơi bỏ lỡ, hơi bị tiếc thương hiệu của Vipshop. Vipshop, Vipshop 10 triệu 650. Rồi giá yêu thương 1 triệu 299 ngàn nha quý vị ơi. Quý vị 1299. Rồi bông tai này em có vàng hồng. Vàng hồng. Em có 2 đôi hồng và 2 đôi màu trắng cũng Vipshop luôn. Rất là đẹp luôn, em lên Vipshop luôn nha. Bông 1250. 819 em chốt cái tình yêu canh tí. Dây bestseller, ok hết. Dạ 10 triệu 650 ngàn. 10 triệu 650 ngàn là gì con?
10 triệu 650 ngàn lại nè. Đâu có à, 8190 là gì vậy? Em nói nghe nè, nó là 8 gam 19 đó chị gái. Nó là 8 gam 19 đó là 10 triệu 650 ngàn đó. Em chú cho chế Lan Đào. Dạ em chào chế. Hello chế yêu. Rồi em có một cái nhẫn sòn siêu to giá quá thơm nha, một cuộc tình nha. Trời chứ nhẫn này mấy bà đặt lại là đặt trên 100 triệu. Rồi chuẩn bị lên giá nè. Ai nhanh còn chậm mắt luôn em, chiếc nhẫn này em chốt giá có 81 triệu chiếc nhẫn này thôi, siêu đẹp luôn em. Đặt lại nghe có chỗ một mấy chị gái 128 triệu đó. Bây giờ chốt đa giá luôn chiếc nhẫn này, bên hông nó đi hàng luôn em. Em đang tặng một viên nhân tạo 7 ly. Mấy chị nhận cái này nhận 5 ly 4 được, 6 ly 3 được, 7 ly 2 được luôn em, 81 triệu. Lưu ý chuyển đúng một số tài khoản số lưng trên đầu Vinh đó chị yêu, Vinh có ghi đó. Rồi nhẫn này chị nào kèo thơm, nhẫn phơm to luôn dùm em. Ok Nguyễn Yến, 10 triệu 650, 8 gam 19 cái mạng nó ra là 10 triệu 650 ngàn. Rồi bây Vinh hết. Ai nhẫn 81 triệu, ai bỏ lỡ tiếc nha. Vợ nhẫn sòn siêu to luôn dùm em. Đặt lại đặt cả 100 triệu hoặc 99 triệu đó mấy chị ơi. Em chốt đơn bữa nay còn 81 triệu, ai hên mua được. Ngày thần tài giá quá hời. Ngày thần tài giá quá hời luôn. Đó đây. Đẹp một cái giả mang ở bên hồng, bên trên cái đài. Chiếc nhẫn siêu đẹp luôn em, phơm lớn luôn em, 81 triệu. 81 nha cả nhà. Bông này em có hai đôi. Một đôi thương hiệu của Hermès, một đôi thương hiệu của Gucci. Em chốt đơn giá 1 triệu 2 gam cho cả nhà luôn. À 12 nha. 8 gam 25 em chốt cho 12, 9 triệu 9. Dạ 9 triệu 9. Em cảm ơn tình yêu Vân Thiên Lý nha. Phải đẹp phải uy tín, giá phải mềm nha mấy chị nữa. 9 triệu 900 ngàn em có hai đôi, sale 1 triệu 2. Thương hiệu nào cũng đẹp mấy chị, chữ G cũng đẹp mà chữ H cũng đẹp ha, Gucci cũng đẹp, chữ cái thương hiệu Hermès cũng đẹp, xuất sắc giùm em. 9 triệu 9 em có hai đôi. 31 triệu 900 mình nhận được từ 4 ly, 5 ly, 5 ly 4, 6 ly, 6 ly 3, 7 ly 2 được luôn á chứ yêu. Em chụp thử chứ yêu Thanh Nguyễn coi nha, chứ ơi kèo thơm lắm đó chứ. Phải 42 triệu 600 mình mới mua được đó chứ yêu. Nhẫn em đang đeo siêu to khổng lồ à, giá quá hôm ngày thần tài à, một cái nhẫn bông mai 3 tầng hộp, bên hông nó đi 5 hàng hộp Amoral, 81 triệu. Bông tai 9 triệu 9, xe 1 triệu 2, tặng mấy chị 12 12 12 12. Mặt chữ H hồi nãy em làm em cầm rồi, em dục đâu rồi, em dục ở đâu rồi à, mini ơi, dục ở đâu rồi không nhớ nữa mini. 9 triệu 9 là cục cơm. Chị nào muốn H thì lấy H, muốn G thì lấy G. 4 ly rưỡi ha, chiều nay mới có hàng nữa hó rồi mấy chị ơi, bán mấy ngày nay sạch hết trơn. Bởi vì mấy ngày nay em công nhận luôn là em bán quá trời bán sạch sẽ không có mấy chị. À mà hàng em mới về ba cái sòn mấy chị thêm chiều nay về tới còn nói chung bạch kim thì đầy. Rồi em có một sợi dây rút này. Cái này 6 tấc nha mấy chị. 6 tấc chồng đầu được luôn, rút xương cá. Em chốt đơn cho 1 triệu 3 gam, em có một ba. Dây này mình nên mua ngay cả nhà. Nhẫn này 81 triệu dùm em, form nhẫn siêu to nè. Ok chế Lệ Hằng, 10 triệu 200 ngàn. 10 triệu 200. Trời ơi, dây này rất là đẹp nha. Mấy chị phải có trong bộ sưu tập của mấy chị. Nó nè. Muốn đeo đầu rút, đầu rút. Muốn làm đeo dây mặt dài cũng được, còn không có chị rút gì. Mà áo sơ mi cũng đẹp luôn. Sơ mi cũng đẹp luôn. Bông đang đeo là 9 triệu 9 triệu 2. Dạ ok chế Lệ Hằng. Coi tin nhắn chế Lệ Hằng. Bông nhỏ nhỏ ha cục cưng. Có luôn, 10 triệu 200. Hồng Thi Nguyễn, cho uống miếng ấm ấm con ơi. Rồi chúc mừng chế yêu, dây chuyền 10 triệu 200, Hồng Thi Nguyễn. Rồi bé hot dây gút Sky Vân với Lưu Ngọc Mai mã sao. Dạ 10 triệu 200. Sky Vân với Lưu Ngọc Mai. Bông em đang đeo 9 triệu 9 cục cưng. Dạ ok tình yêu Sky Vân này 10 triệu 200. 1 2. Rồi em tiếp tục dây nữa nè mấy chị. Em đang có sợi dây vuông này, em xem 1 triệu 1. Vuông đẹp 4 tắc 2 nha. 4 tắc 2 là mấy chị đeo vừa rồi. Dây vuông caro 1 triệu 100 ngàn. 4 tắc 2 siêu đẹp siêu sáng. Rồi lên luôn 1 triệu 1. Chúc với ngay thần tài ha. Chúc vàng ý cho được vàng sự nhí. Tất cả bữa nay chúc được bao lì xì hết nha mấy chị. 11 triệu 396 ngàn. 11 396. Chúc đơn 1 triệu 1 ngàn.
11396. Em chốt đơn cho giá 1.1 triệu. 11 và dây rút chị đây mã sao rồi cục cưng. Dây 4 tắc 2 nha mấy chị. Dạ Ngọc Phan Bích Phương. Dạ 11 triệu. Dây này là chốt là may mắn ngày này luôn á mấy chị. Rồi 11.396. Dạ chị Ngọc Phan đầu tiên. Chị Bích Phương dự bị. Em để dự bị hai người nha. Cái dây 11.936 nha chị đầu tiên mà chị chuyển không bán được cho người sao coi Duyên ơi. Tại cái này em không có đền được. Rồi em hết. Rồi dây chuyền bi em xem 1.1 triệu tiếp tục nè. À, mấy ngày này là bán tặng hết. À, rồi 1.1 triệu em 4 tắc 2 luôn. Thả tim cho bé nè. 4 tắc 2, bi đây 4 tắc 2 được rồi mấy chị ơi. 11 triệu mấy hết rồi, em lên luôn cho 1.1 triệu. Giá hơi bị ok, đẹp rẻ, à, ngon bổ rẻ xinh đẹp kiếm đến em 13.800. 4 tắc 2 dây bi kim cương sáng 1.1 triệu luôn. Rồi lên 13.800. Có một sợi nha, 4 tắc 2 thôi. Rồi bông tai nữ hoàng. Bé chốt hàng đặc biệt luôn. À, em có 2 đôi. Em chốt giá luôn cho 1.1 triệu. À, em có 1 đôi, sorry. 7.55 nha cho 1.1 triệu. Đẹp lắm nha cả nhà. 8.3 triệu. 8.3 triệu. 13.800 em chốt cho ai đây? Dạ, em chốt Phượng Nguyễn, Mai Ca Phạm không kịp nữa rồi. Phượng Nguyễn nhanh quá, chuyển liền vô vòng 1 nút nhạc bữa nay ngày thần tài nha. Ok tình yêu Mai Ca Phạm. Dạ 1.38 sáng giờ chứ em cũng đi sắm vàng ý quá trời luôn á chị á. Em cũng đi vậy luôn. Rồi bông tai chốt đơn hoa mai ghép hàng mới em còn 1 đôi. 8.3 triệu. Hiếu Nguyễn chúc mừng cục cưng. À, em lên giá là có 1099 thôi. Số đẹp. Rồi em chốt em hết nha, 83. Em chúc mừng Hiếu Nguyễn. Rồi em lên luôn dòng này. Em chốt đơn 1.199.000, đi tay 48, 49, 50, 51, 52 đeo được. Rồi, bán to luôn nha mấy chị, bây giờ phải 1.5 triệu một gam mới mua được. 47.100.000. Ok, em chúc anh chị tình yêu đủ nhung. Nhìn xinh quá ha, à, phải xinh mới được, phụ nữ cho là phải xinh. Phải xinh, phải giàu, phải đẹp. Dạ, phải tươi cười, không suy nghĩ nhiều. Cái gì cũng nhiều được, nhưng mà suy nghĩ là không nhiều, suy nghĩ ít thôi. Dạ, ok, tình yêu Xuân Nguyễn. Dạ em chào chế Ngô Phương, năm mới em chúc chế làm ăn phát tài nha. Dạ năm nay là mình gặp nhau liên tục nha, cảm ơn chế. 47.100.000, 1.199.000 đi tay 48, 50, 52, 54 giùm em. Rồi vậy là em chốt tình yêu Mai Ca Phạm nha. À ok Mai Ca Phạm chốt đi tình yêu ơi. Dạ được chị gái ơi, bạn bên kia chốt cho chị ơi. Rồi cảm ơn em, à, chia sẻ với nhau dễ sợ chưa. 138 và bấm 183 tiêu. Vậy là cái gì bi chốt với chế Mai Ca Phạm đi con ơi. Dạ em cảm ơn chị Phượng Nguyễn nha. À, Mỹ Hân em chào Mỹ Hân. À, đồng hồ 2.2 triệu Lục Minh Thi. Để sao hả? À, đó rồi Lục Minh Thi giùm em. 47.100.000. 47.100.000. Dạ em cảm ơn tình yêu Tịnh Nhi, chúc nhiều sức khỏe nè. 47.100.000. Em chúc đơn cho 1199. Rồi, sòn em có cái bông giọt nước sòn luôn giùm em 52.500.000. Em tặng 25%, em bán cái đầu bông này 38 triệu. 38 triệu. Hơi bị đẹp, hơi bị đỉnh nha mấy chị. Đâu này là cực kỳ là sao. Sao, à, em bấm lộn số 1 thành số 2 nó cứ cân nhân lên tính đó chị ơi. À 11396, tại cái tay bấm lẹ quá nó lộn á. 11936, có gì đâu. Bảo tôi là sao vậy em rồi. À, rồi bông tay chốt đơn em 52 năm em chốt đơn cho 38 triệu. Trời đâu này là cực đỉnh sang luôn, đích đẩy luôn cho em, bao đẹp luôn, 38 triệu. Em đang tặng cái hộp nhân tạo luôn giùm em nha. Bông anh đang đeo, dạ em chốt đơn giá 1.2 triệu nha. 1 gam Gucci 9.9 triệu. Rồi bông tai 52 năm em chốt đơn 38 triệu. Dạ đem lên đồng hồ cho bữa nay nốt lại đồng hồ em chốt giá 1.2 triệu nha. Mặc 1 triệu tất cả cho đổi luôn 10 băng lỗ 20. Cho cô mượn mâm đồng hồ đi con. Dạ em mặc qua kia cho em đấy con. Siêu to mà đích đẩy nữa 38. Đó 38. Chị Ngọc Phan ơi 11 triệu mấy chị chuyển gấp để bạn sao bạn. Bạn ấy nè tình yêu. Chị có đó chị vô trong anh bóc chốt giúp em chị ơi. À, Lục Minh Thi vô trong chốt giúp em nè tình yêu. 38 triệu siêu to. Quá rẻ đẹp to bự đích đẩy luôn. Sang lắm mấy chị.
sang cực kỳ luôn mà có 38 triệu thôi. Em cho độ lô 10 bán lô 20 nha. Rồi mặt chữ H 6.120.000. Mạng bị gì mấy chị ơi? 6120. Đây. Mặt dây chuyền 1.299.000 mặt chữ H Amoro phom trung nha. 6120. 6.120. Đó, quá rẻ đẹp luôn á. Em có một cái duy nhất thôi, 6120. 612. 13 nha. À, hàng mới nha mấy chị ơi, 13. Nhẫn này em về được 3 nhẫn nè. Bữa nay em chốt giá yêu thương ngày thần tài cho mấy chị luôn, 1.150.000 một gam. Em có số lượng 2 nhẫn, 3 nhẫn đi tay bây dinh chỉnh sửa đi tay được, rất là đẹp. 115 nha. 10.350.000. 10.350.000 giúp em đó. Em có số lượng là 3, chốt đơn 1150, hàng đẹp, hàng độc, giá siêu tốt. Nhà đó mấy chị gái. Amaro luôn giùm em cái này. Dạ chị Ngọc Phan đây đó, đẹp xuất sắc bên hông bên trên. 10.350.000. Bông đăng đe 38 triệu mấy chị ơi, 1150. Mặt chữ H 6.120.000 nha. Rồi em chốt cho Ruby. Đây Ruby, Ruby nha. Em chốt cho Ruby, bông em đang đeo là 38. À, rồi em chốt cho 10.350.000. Bây giờ em có 3 à. Tay ai mà khô dữ à. Rồi em chốt cho Ruby. À, Trúc Phương. Dạ tí lên bông sòn. Rồi có luôn. Rồi tình yêu Song Nhi. Cho chị mượn một mâm bông sòn đi Hằng ơi. À, rồi ok tình yêu Song Nhi. À, 10.350.000. 1350. Rồi bây Vinh hết nhẫn nha. Rồi tiếp tục nữa em. Nhẫn này em còn một... Sao mắc cách nói nó rồi mấy chị ơi. Nó bị gì nữa mấy chị ơi. À, bay nó bị cái gì hoài luôn á. Rồi bây Vinh chốt đơn rồi mấy chị gái ơi. Dạ em lên luôn. Em là 1.200.000 nữ hoàng. Dạ chốt giùm em 6.100.000. 6.100.000. Em còn một chiếc hàng độc quá. Em về số lượng tới 5. Em còn một. Em xả luôn 1.200.000. Rất là đẹp luôn mà em. Ai bỏ lỡ tí em lên toàn kèo hiếm. Không đụng hàng luôn em mấy chị. 6.120. 6.120. Song Nhi chút đơn rồi cục cưng. À, Maria Baby 10.350.000. Dạ nhẫn báo cạch chia. Siêu đẹp luôn mà em. Em chốt đơn luôn cho giá 1.200.000. Hàng thương hiệu Bariva, nhận có 6.120.000. 10.350. Ok, nhẫn mới hết rồi nha. Rồi báo này em về được số lượng 3 nhẫn. Này mấy chị muốn đeo ngón trỏ cũng được, muốn đeo ngón danh cũng được, hàng VIP nhà em. Ở thương hiệu Cartier. 1.200.000 nha cả nhà ơi. Rồi chốt đơn luôn, có 3 hồng, 3 trắng. 5.920.000. Rồi bây giờ chốt cho Linh Linh 612. Cái vây nó đang bị cái gì, nó đang cái mạng nhà em đang bị lỗi á. Dạ. 416120. À, rồi chốt giùm em. Nhận em chốt đơn chế rồi, tí nữa lên bông sòn cục cưng. 5.900.000. Em chốt Linh Linh chứ nhẫn nữ hoàng em còn một, bên không có đi xích nè cả nhà. Lên tay nó đẹp gì mà chị muốn đeo ngón trỏ ngón giữa gì cũng đẹp hết. Tony vô tư cục cưng. Tony vô tư. Dạ Vinh chưa có cái dây đó Mỹ Hân ơi. Dạ Vinh không có dây bốn tấc sọ luồn cục cưng. Vinh chưa có. À ca này Vinh không có. Rồi chốt đơn 5.900.000, em có số lượng 3, 1.200.000, hàng hiệu luôn. Cartier. À, bông đồng tiền em có số lượng là 5 đôi. Đẹp quá mấy chị ơi, dốc dốc ư là đẹp. Đẹp quá luôn nè. À, 1.399.000 đồng tiền, bữa nay ngày thần tài. Chốt đồng tiền là quá ok la. 246. Dạ chốt giùm em 3.450.000. 3.450. Bông đang đeo là 38 triệu cục cưng. 38 nè. Đẹp chưa mấy chị, 3 tầng hộp luôn. To, bự, đẹp, rẻ, kèo quá thơm, đích đẩy. Rồi bông này em có 5 đôi. Đây là dễ thương cực kỳ. Trái tay vừa vừa, trái tay lớn lớn, nhỏ lớn như đeo cũng được luôn em. Báo hồng nhìn có đủ ni nè cơ. Để nhìn lên báo hồng cho em coi. Chút thảo đòn. Đây báo hồng này em có đủ ni nè bông. Dàn hồng thì 1.250 nha mùi. Hồng 1.250, báo hồng. À, rồi thảo đoàn 3.4.5 dùm em là bông tay em có 5 đôi hả, tranh thủ. Có 1.3 mấy thôi. Rồi 3.4.5.10. Rồi 5 đôi. Dễ thương mấy chị, trái tay lớn nhỏ đây cũng được, mẹ và bé cũng được luôn. Học sinh với lại học sinh phụ huynh xài được nha. Học sinh phụ huynh xài được hết. Cho mượn cái mâm đồng hồ chưa con. Rồi ok là
bông tai 3450 chú Chu Hiền Trân, Mai Phạm, Thảo Đoàn, rồi bé Dinh hết nha. Rồi ok Hiền Nguyễn giùm em. Cảo đang đeo chốt giá cho 1,2 triệu chế ơi. Cảo đang đeo bây giờ chốt cho giá 1,2 triệu. Làm trăm cái áo được, làm mặc được luôn nha cục cơ. Trăm được, mặc được. Rồi nhận báo này chốt đơn 1,250, 6,135 nghìn. 6,135. Em có số lượng 3 hả chị? Báo hồng. Rồi mặc trăm cái áo này 13 triệu. 13. Em có một cái duy nhất thôi. 13. Rồi có tin nhắn Lý Thơ, Thơ Lý gì đi em ơi, hàng đi rồi cưng ơi, chắc bữa em nhận được đó cục cưng. Dạ ok chế Mai, Mai Phạm, Hiền Nguyễn chốt đơn. Mai Phạm chốt đơn, Hiền Nguyễn chốt đơn. Rồi bé Dinh hết nha, cái áo 13 triệu thôi, 1,2 triệu hàng mới. Mấy chế ơi đeo mặc được và đeo làm trăm cái áo được, bia gác đẹp luôn em. Em thường xài cái này lắm, 13. Rồi báo hồng 6,135. Rồi ghi Phạm 3,45. 3,45 giúp em. Đây chốt đơn 13 em hết nha. Dạ Thu Hồng Phạm, báo hồng em chốt cho tình yêu Vân Nguyễn 6,135 hồng. Đó em có số lượng 3 thôi. Hồng à, tiếc. Rồi chốt đơn cho Vân Trần. Dạ ok em chốt đơn cái trăm cảo cho tình yêu Hồng Thu Phạm 13. Rồi ok chị Tiết Lan. Tiết Lan em còn các loại kiểu khác không? Nãy chọn trăm cảo nào chỗ nào đó cho cô cái trăm đó không? 13 triệu à, em để sao cho Tiết Lan, hoặc là con lấy cái nào đi lên luôn giúp chị. Nhớ không? Rồi để sao chứ Tiết Lan đi, mà cái trăm kia nó hơi khác xíu ha. Xíu gửi hình đi chế. Rồi những năm hộp bữa nay em chốt đơn luôn cho 1,250. 1,25. Dạ 4,4 triệu. 4,4 triệu à, chị ơi em muốn mua nhẫn báo cánh mỏng à, mỏng dánh ha. Trời chốt like hả. Nó nghe nè, em có cái hình ông Mỹ Tiên gửi qua cho kêu nó coi liền nha cưng. Em có 3 nhẫn 5 hộp, xanh tiền, xanh tài, xanh lọc luôn dùm em, 4,4 triệu. Em xem 1,250 triệu, hàng đẹp, hàng mới, hàng độc nha. 4,4 triệu, đẹp như sòn. Muốn đeo ngón giữa, ngón danh, ngón chỏi, ngón đẹp trơn mấy chị gái. Em có số lượng là 3. Nè, đẹp dùm em. Rồi trăm cái áo này 1,2 triệu nè. Ủa inbox con vô cái cho chế chế yêu kia cho con, chế dân đó, vàng hồng đó con. 13 chế Tiết Lan ơi, em còn cái này nha. Cái này nặng hơn 15,8 nè chị Tiết Lan. 15,8, 6,10. Cũng chốt đơn giá 1,2 triệu, nó cũng Amaro nó mà mẫu khác. 6,135 đó con. Vậy là còn cái này 1,2 triệu, 15,860 triệu. Nè chế. Rồi 4,4 triệu em chúc cho tình yêu Đỗ Hà. Nó đang chụp qua đó tình yêu. Em có 3 à mấy chị, 1,250 à. 1,250. Rồi dây chuyền mà em chúc đơn cho giá 1,1 triệu nha. Giá yêu thương đồng đài dơ chế Tiết Lan đi con. Nhẫn Ngọc Phan đi 12, vừa ni tay luôn cục vàng ơi. Vừa ni. Rồi dây chuyền này siêu đẹp, một cái dây Amaro muôn có đặt ông được. Kiểu này của nó là kiểu nó quý phái lắm chị ạ. À. À em chốt đơn cho giá 1,1 triệu nha. Mua thiếu em bị tiểu gắt. Trời ơi. Bị trống thốn không? Rồi đi kêu bằng anh đi mua đi. Trời ơi nó có diêm đường tiểu, bằng anh đi mua tao uống hoài uống xanh lè ra bình thường. Trời ơi nó còn đi mua cho mày băng vệ sinh đồ được mấy bà. Tào lao á. À, tích mẫu 13 đặt lại. Ok Thùy Dương nhầm em. Mẫu 13 đặt lại tình yêu. Kêu Hoàng Anh đi mua nó có gì đâu. Trời ơi chuyện bình thường. Chú Di ơi, mua cho nó 3 lần thuốc tiểu gắt đi chú Di. À, 20,482,000 và nó tên con Bin đó mấy chị, để xem đưa hình đó nè. 4,2. Giống như tao đâu thấy được, đưa tao đọc phải đọc cho kia comment tao. Đeo hột sòn bự giống hột. Giờ L với chữ E, nói bà đọc gì đọc đấy này. Tự nhiên xuống chữ mình vậy. Đeo sòn bự cũng có lỗi với nó nữa. À, rồi chốt giùm em 20,480,000. Đặt lại giúp em. 1,1 triệu. Rồi bông tai phải không? Rồi. Em có bông cái môi, em chỉ còn có 3 đôi thôi. Em còn 3 đôi nha. Cực kỳ xuất sắc luôn em, đẹp. Bữa nay ngày thần tài chốt luôn giá 1,2 triệu. 12,720,000. Dạ nhận một đó 4,4 triệu. Thùy Dương ơi 4,4 triệu cơ. Dạ Đỗ Hà ơi sao nhận tin nhắn được chưa Đỗ Hà ơi. Mẫu 44 đó con. Vô Thùy Dương 44, vô Đỗ Hà 44 chưa. Bông tai 12,700, có hình như còn 2 đôi à. Chị Văn Lê đã lấy chị Văn Lê rồi phải không. Văn Lê bữa trước mua tới 1,250 lần đó mấy chị. Bữa nay bà mua có 1,2 triệu thôi.
À, chị hay được, chị giận em tím người thế này mấy chị bông cái môi. Em chốt đơn giá 1.200.000 gặp 12.700.000. 127 sẵn nha. Rồi ok đem lên sẵn cho. 12.700.000. Với lại Thảo ơi, Thảo ơi. Em coi bên em hết hết sẵn gì báo chị, con Kim Cương thì đang về. À, 12.700.000 giùm em. 127 môi. 127. À Lucky 48 ha. À rồi cho em 48. Trời, nhiều khi có nhiều em vô như nó muốn chữ rồi biết đường đâu rồi. Thôi cũng chữ rồi em nhận. Rồi nhẫn này năm em còn một nè, em chốt đơn cho giá 1.150.000 hàng độc luôn em này. Nó nghe nè, cái chị Ngọc Phan chuyển chưa, Bích Phương nó hối cùng dây quá trời hối rồi. Không biết đường đâu rồi. Và bông số 3979 đặt lại được đó tình yêu Tí Vương. Vô trong inbox đặt được. Bây giờ đồ bạch kim sớm thì 10 ngày còn trễ là 15 ngày. Dây em đang đeo chứ ơi 20.480.000. Em đang đeo là màu hồng nha. Hàng độc luôn, chốt đơn giá 1.100.000. Mua xong mà chị nào thích màu trắng thì ok, em xin trắng nó cho. Bên em làm trắng bao đẹp nha. Không đẹp một em đền 10 cho nghe nha. Nó còn đẹp hơn cái rin đó. Cái rin đó. 707 chốt đơn 1.150.000. Đẹp xịn mịn sang. À, em chốt đơn cho giá 8.130.000. Quá trời đẹp. Dạ có lay sòn. Đây em lên đi chiếc nhẫn sòn. 5 hộp luôn mà em, quá rẻ nha mấy chị. Bình thường mua 24 năm mới mua được, bữa nay mua 21.500.000. Trên đây đó có chủ sòn luôn nha, 24 6 viên chủ sòn 2 ly 7 vỏ hộp luôn 21.500.000. Rất ư là đẹp nha. Em đang tri ân ngàn thần tài cho mấy chị chốt kim cương cho thần tài cho Vĩnh Cửu nguyên năm nha. Đó, 3 hàng hộp luôn 21.500.000. Rồi nhẫn chốt đơn giùm em, nhẫn này nãy nhiêu quên bà nó đi. Nhẫn này em nhiêu ta? Giá 8.150.000. 8.150.000. Hàng đẹp nha, bên hông nó có hình trái tim luôn này mấy chị. Bestseller nhà em không đụng hàng. Dạ. 21 năm em chúc mừng cho bạn Thùy Vân. Cái này hơi lớn làm nhỏ xíu nha. Rồi chúc cho Thùy Vân lên con 21 năm. Để đây cho chị trên đồng hồ. 21 năm. Rồi chị Lan mã dự bị. Rồi bông này 10 à. Bông này mấy chị gái ơi em nói nè. 22.500.000, 25.000.000 mới mua được. Em sale 198, hôm nay em sale tiếp tục nữa 178. Chị nào hên mua được giúp em. 17.800.000, bông pháo bông 2 tầng hộp. Em đang tặng học chủ nhân tạo luôn dùm em. Lan 21 năm. Đặt lại đặt 22.500.000 nha mấy chị. 17.800.000, ok Hoàng Trần. 8.150.000 nè con, lên. 8.150.000 lên con ơi, lên. 8.150.000. Rồi này em 17.500.000 luôn mấy bà ơi. 175. Cái nào cái tim sao không đưa lại cho cô cho con, không đưa lại phí phạt đó nha. Phạt đó phạt 1 triệu đó, bây giờ tôi lên rồi đó. Dèn lên phạt cũng lên theo. À, không gàng có đồng bạc nào phạt hết trơn nha ta. Nè chốt đơn em 17.500.000 nha. Sạp sàn đó mấy chị, 24-25 triệu mua được đó mấy chị. 17 năm. Pháo bông 2 tầng được tặng hộp nhân tạo 5 ly. 17.500.000, sòn bữa nay nó lại em cho đổi lô 10 bông lỗ 20. Quá rẻ luôn đó bông này mấy chị, nó to lắm mấy chị, mới nhìn cái form em nè. Nhìn form em này một cục cưng xinh đẹp. Hết luôn cho tay của Vinh nha. Thấy đây cho tay Vinh lớn không? Nó hết luôn cho tay của em luôn đó. Đó, quá rẻ đẹp luôn nè. Form lớn siêu to 175. 21.500.000 nhận em hết rồi. Bông này em đang là 17.500.000. Ủa nhận 815 tao mua rồi luôn rồi đó con. Chị Hoàng Trầm đó. Hoàng Trầm 8150 nhận. Rồi bông ta là 17.500.000. Tình yêu nào bỏ lỡ tiếc nghe 175. Rồi mặt này em đang có số lượng là 3 cái. Em chốt đơn luôn, hàng mới về luôn. Đây à, xuất sắc giùm em hàng Amaro. Rồi chuẩn bị đeo lên luôn nè. Giờ em đang đeo 17.500.000. Em chúc mừng cho Thanh Phương. Cho em chúc đơn cho giá 1.100.000 vàng hồng nha cả nhà, rất là đẹp, mẫu siêu lọc siêu lạ luôn. Rồi em chúc mừng chế Thanh Phương, cái nào trái tim đưa lại cho cô, chưa chịu sổ. Có nhiều cái nó mới về cô chưa kịp lên sổ luôn á. 20.480.000. Dây này si trắng bao đeo bao đẹp nha, còn để hồng cho đeo nó hồng phát tươi cũng được. À, dây em đang đeo là còn nha, 20.480.000. Chị mua tới 1.500.000 ra, em bán có 1.100.000 thôi. Ok Song Nhi, có tin nhắn chế Song Nhi. Ok là 20.480.000. Rồi mặt này 4.50. Em chốt đơn với giá 1.199. Mặt này siêu đẹp, em có số lượng 3 cái hàng mới về. Đây mấy chị gái, 5.390.000. 5390.
Hoàng Trâm con chưa chụp cái nhẫn cho chị Hoàng Trâm nữa con. Rồi đồng hồ lên liền nè tình yêu. Đồng hồ bé Vinh lên liền. Ê tôi có cái mặt Việt Sáp nè của Nam, tôi xin lỗi bé Bi nha. Tôi mới về tôi không hay nè bé Bi. Việt Sáp Nam rất là đẹp luôn, 1.3 triệu gam bé ơi. 14.87 trời ơi đúng rồi, phát tài phát lộc chứ dân ơi, em cảm ơn chế. Năm mới chúc dạng chế nhiều sức khỏe dạng sự như ý. Dạ. À, tiền vô tỷ tỷ mà tiền ra nó rỉ rỉ giọt giọt thôi, vô tỷ tỷ cho em nha. 19.330.000. Baby ơi cái này nha cưng, mặt nam Việt Sáp 14.87 chị tính giá yêu thương 1.3 triệu gam cho bé. 19.330.000. Mặt em có số lượng là 3 cái nha mấy chị. Số lượng 3, mặt có số lượng 3, mặt là 5.4 triệu. À, đây đẹp chưa mấy chị, Việt Sáp này em lòng trong nè. 1.3 triệu gam, nam đéo này là quá đẹp. 19.330.000. 13 lấy báo chị. 13 lấy báo chị nha. Bông này em có số lượng 2. Mặt này em có 3 cái. Đẹp chưa mấy chị gái? 1.199.000, 5.4 triệu, em có số lượng 3 cái hàng em mới về. Nó đẹp như sòn vậy đó mấy chị. Toàn mẫu độc độc đầu năm cho mấy chị mà giá tốt lắm. Quá trời dễ thương. À, mặt nó hình lục giác 6 cánh luôn nha em này. Hình lục giác 6 cánh, em có 3 nha. Comment giúp em. Dạ, dạ chị xin cái áo chà nồi á. Chà nồi còn cái 15.860 á con. Chà nồi cái sao mà chị yêu Tuyết Lan mấy đó con. À, vô chế Ngọc Nguyễn đi con. Rồi mặt chút đơm em 6.4 triệu. Rồi nhẫn thương hiệu BBL vàng hồng em có số lượng là 2. Em chút đơn vàng hồng luôn 1.2 triệu gam. Vàng hồng nha, thương hiệu của BBL. Ở chính giữa nó hộp ghép luôn mà em xem 1.2 triệu. 1.2. Dạ cái đó Vinh Hận gì là không có rồi bé ơi. 6.240.000. 6.240 thương hiệu BBL. Đi tay em chỉnh sửa đi tay được. Em xem 1.2 triệu hàng mới. Mới nha mấy chị. 6.240. 1.2 triệu gam. 1.2. Nè đẹp chưa. 1.2. 6.240. Cho chị xem bông đang đeo. Dạ bông đang đeo bông nào ta. À bông đeo bông nào chị gái yêu. Bông sòn hay bông nào chị gái. Chị nhớ cái mã không. 6.240 Lý Thơ và Hà Đặng. Rồi hết nha. Rồi nhẫn ông địa, thương hiệu ông địa luôn. Hôm nay em về đồ đẹp đồ mới mấy chị mà giá tốt không à. Đi tay với Vinh chỉnh sửa đi tay được. Rồi em chốt đơn 1.3 triệu gam. 6.240 lấy gì con gái. Rồi 6.240 em để chị rồi hoàng hồ mã sao. Đồng hồ hôm nay em tất cả em tính 1.200.000 mặt em tính 1 triệu nha. Mặt em mua 1.850.000 á, em tặng 50% tiền mặt mấy chị rồi. Nốt lại đồng hồ hôm nay tất cả đội lỗ 10 bán lỗ 20 và 6.240. Rồi hệ hồ mã sao và Hương Quỳnh mã sao. Rồi chị nào đầu chuyển liền mà không bán như vậy sao nha. Rồi nhẫn chốt đơm em 1.3 triệu gam thương hiệu ông địa. Dạ cảm ơn tình yêu Hiền Như nha. Năm mới phát tài, ngày thần tài chốt phát tài. Chốt vàng ý được như ý nha. Thần tài sẽ độ như ý mấy chế ơi. Ông thần tài sẽ độ. Rồi em chốt đơn 5.8 triệu. 5.800.000 lên đơn mấy chị. Ngày đẹp lắm mấy bạn muốn đeo ngón giữa. Ngón danh ngón nào cũng được hết trơn. À, anh Đào 624 Vinh để mã sao nha. Bây giờ nhận 624 chuyển nhanh còn không em bán người sao nha. À, Vinh đang không phải lên sòn, Vinh đang lên bạch kim đó. À, là bạch kim, bạch kim. Sòn tiếp tục em lên đó nè. Em có một bông một vuông nè. Trời mấy chị ơi 24 triệu nè. Giảm liền mấy chị luôn. Ở chính giữa nó có một viên Amaro 4 ly siêu to. Em chốt đơn cho 20 triệu. 20 triệu nguyên đôi bông Amaro này luôn. À. Chủ là nó có một viên Amaro 4 ly luôn nha cả nhà. Chốt đơn 20. Bông sòn. À, tự giờ thấy em không hả? Thấy em là tình yêu Vũ Thủy. À, nó, dễ thương chưa? Sòn luôn. Mà em cái vỏ không mua giá đó rồi mấy chị. Nó có luôn 2 viên Amaro 4 ly trên đây luôn. Kèo quá thơm. 20. Rồi nhẫn là 5.8 triệu mấy chị gái. Mấy chị muốn đeo chung cũng được, muốn đeo rời cũng được luôn. Mà em mua đen cực kỳ luôn. Đủ ni tay nha, mấy Vinh chỉnh sửa ni tay được. Nhẫn thương hiệu, nhẫn hàng hiệu ông địa nè mấy chị. Đeo ông địa ông độn. Thương hiệu ông địa. Đó, muốn ngón danh, ngón giữa, ngón chỏ gì cũng xinh hết trơn. 5.8 triệu em có 3 nhẫn vàng hồng. 5.8 triệu em có 3 nhẫn vàng hồng. 5.8 mặt này em về số lượng 3 mà mỗi cái em còn 1 á. Cho nên em sell hết 1.2 triệu luôn cho mấy chị luôn. Hàng mới nha mấy chị. Con sao nói vậy nha. À, có sao nói vậy nha. Dạ 5.8 triệu. Ông địa, nhẫn hiệu ông địa.
Rồi dòng này là thương hiệu LV, em có đi 48, 50, 52, 54. Bùi Mỹ Nhân 5,8 triệu, đầy ok, em có 3 nhẫn thôi à. Em có 3 thôi, em có nhiều đâu. Rồi em chốt đơn luôn cho giá 1.399.000 luôn, mà em 48, 50, 52, 54, em mới về đủ đi tay. Trên đây có nói là bông thương hiệu của LV, LV, thương hiệu luôn vui tươi nè. Đeo bi là 3.000 năm hôm cũ, 4.000 năm hôm xưa, đeo hoài sáng hoài em nha. 24.300.000, chốt xong si trắng nghe Bùi Mỹ Nhân ơi, bên nhìn si trắng đẹp lắm cho nên cứ yên tâm. Đây vòng tay 24.380.000, dòng tay bi kim cương móc mới. À, móc máy nó lộn, móc mới mấy chị ơi, móc máy. Đây. Chờ. Rồi chốt đơn em 24.380.000. Em có đủ ni tay nha mấy chị. Cái này đeo rất là bền. Thay vì nhiều khi mấy chị đeo dây bi á, mấy chị sẽ sợ bị giãn này nọ nha. Lắc bi sợ bị giãn chứ dòng là không bao giờ giãn. Dòng là không bao giờ giãn mấy chị gái. 24.380.000. 24.380.000, cái đó bình thường mà em, đâu có gì đó. Cái đó rất là bình thường lắm. Rồi bông LG em có số lượng là 5 đôi mấy cả nha. Rồi chốt đơn đầu xuân luôn cho em 1.299.000, 1299. Dạ gửi cho chị Thủy Mít. Dạ 24.380.000. Dạ chụp. Dạ bên em có sỉ nha, chị nào có sỉ em bán giá hơi ưu tiên cho mấy chị cho. Hàng về em sẽ gửi hình rồi cho mấy chị mua. Với lại mấy chị mà mối của Vú á, dạ vô Zalo của Tường ha, Zalo 0918355567. Dạ Vú bây giờ qua khâu đóng gói sẽ có bé Tường nó làm của khách Vú dễ thương y như Vú nha mấy chị gái. Cho em xin cơ hội phục vụ lên nha mấy chị. Tại lúc em sửa nhà sửa cửa cái em về Vú qua bên đó cái em bị mắc khách của Vú nhiều á. Khách của Vú cứ để bé Tường chăm sóc nha, bé Tường chăm sóc như Vú nha cả nhà, không chừng rất là dễ thương hơn nữa nha. Level dễ thương hơn nữa đó. 4.800.000 với Vinh có 5 đôi. Dạ 4.800.000 á, sẽ chụp hình mới cho mấy chị lựa, rồi mấy chị cần cái gì, muốn cái gì, chốt cái gì kêu em nó lấy cho. 4.800.000 em có số lượng 5, ở dưới đi Amaro ở trên. Che luôn cái tay rộng rách nha, mà y như sò luôn mấy chị. Rồi em có 5 đôi 48 Trần Bích Ngọc. 48 1 2 ơi Vinh không có, em ơi Vinh không có mặt chính 10 gam, Vinh chưa có kiểu đó. Rồi đây. Dạ Đỗ Hà Trần Bích Ngọc. Em có 5 đôi à. Bông này nhận đẹp em đền cho ha. Ở trên nó quen bật luôn, đeo cực kỳ thoáng mát lỗ tai. Marine 48 ha. Cho nên khách Vú với lại khách máu của Thu nhắn vô Zalo 0918355567. Tất cả khách trên livestream nhắn vô trang bay là giúp em Kim Hương Vinh có dấu tích xanh 1.000.000 theo dõi giúp em nha. Em không có chốt TikTok, không có chốt Zalo, không có chốt YouTube hay trang cá nhân nào hết. Khi mà mấy chị mà bị ai mà điện thoại á mà thấy hình ảnh của em là giả nha. Vì em chốt trang bay không bao giờ em điện thoại được nha cả nhà. Maria Baby và Huệ Hồ Ly Họ Lê ha. Rồi để em coi liền cho. Mấy chị cần cái gì mấy chị comment vô đây em cho nhân viên giải quyết liền. Mỹ Hân nè, Ly Họ Lê nè, Kim Anh ơi con làm liền với mấy cô, sợ con lần hả con? Sợ con lần đi con. Rồi vàng hồng phải không? Nè con chụp cho My đi, Linh chụp và cái dòng cặt chi hồng đi, có nguyên chùm bên đây mấy chục chiếc nè con. Nè 4.800.000 vô mẹ đi. Rồi bây Vinh hết. Ok Ngọc Ngọc Cái Hứa. Rồi bây Vinh hết 4.800.000 nha, có 5 đời. Coi tin nhắn cho Lý Thơ từ từ tới, từ từ tới. Rồi mặt này em về 3, em còn 1, em chốt luôn 1.2 triệu nha. 3 còn 1 em chốt luôn 1.2 triệu, em bán lỗ luôn nha. Mã này em lỗ 50.000 một gam đó. Dạ chốt giùm em là 14.760.000. 14.760 và nhận chốt không được bởi vì đó mấy chị thấy không? Lên là nó hết à, nó không kịp. 14.750.000. Em chốt đơn giá 1.2 triệu nha. Để em đeo lên cho mấy chị xem. Mười bốn bảy năm mươi một hai nhẫn đồng tiền hả tình yêu, đồng tiền tết em có đặt mà em về không kịp nha chị, em đặt ngày đó người ta nghỉ rồi. À nè mấy chị, em sale cho 1.2 triệu gam mặt mới luôn, 14.760.000, 750.000. Nè, cái dây này lên cổ đẹp lắm. Mặt nha, mặt vuông, à, vuông chả đi học Amaro với học tròn. À, 14.750. Rồi bông nhỏ ha, rồi đem lên bông nhỏ cho. 1.475. Cho mấy cô có gỗ chung chung đây không? Nho cho gỗ chung chung đây không? Rồi nhẫn này em có vàng hồng này mấy chị. Ni tai, đủ ni tai, em có 3. À, nhẫn gắn cặp chìa Amaro, em chốt đơn cho 1.350 vàng hồng luôn. Mẫu mới 135 và có bông sòn em lên.
đây em có một đôi bông hoa hoa mai này. Lắc bi ha chị. Để đây con. Cho chị ghế nhỏ ha. Dạ 1,2 triệu một gam mà chế Kiều Linh ơi, rẻ đẹp. Ôi gớt nhận. 1,2 triệu một gam mà chế. Chế coi thử nha, bông tai vàng hồng á. 1,2 triệu một gam mà chế ơi, em bán giá yêu thương mà. Nay ngày thần tài mà. Rồi 1,2 triệu. Chụp cái chế coi thử nha, 14760. Rồi nhẫn này em có số lượng là 3. Dạ 3,750,000. 3,750. 3,750. Rồi bông này em có một đôi duy nhất em tặng nè. 29 triệu, em giảm 15%. Em chốt đôi bông này cho mấy chị luôn, 22,500,000. Nó đi là tổng cộng là 2 tầng hộp mấy chị. Một tầng nó kết hợp chung với Amaro dưới tròn luôn em. Nhờ hộp 3,6 ly, 4,5 ly, 5,4 ly được luôn em. 22,500,000 nha, em giảm 15%. 15%. Cái form siêu to luôn nè cả nhà. Chị nhìn đi, vỏ bông của nó là siêu đẹp luôn. To đùng luôn, 22 năm. 22,500,000. Quá rẻ đẹp cho một cuộc tình. 22 năm. Sòn nha mấy chị. Ai báo là em, ai lấy báo em. Rồi em lên luôn cho chiếc nhẫn trái tim này. Chủ sòn trái tim luôn em nha. Em bán này có 13,500,000. 13,500,000 chủ chứ tim sòn quá dễ thương nha mấy chị ơi. Có 13,500,000 thôi. Nhẫn này là 3,730,000. Dễ thương lắm mấy chị, sắp tới 14 tháng 2 rồi. Nhẫn này em đợi được nha, tại vì chủ sòn luôn em nè. 13,500,000 nhẫn trái tim sòn, chủ sòn trái tim, viên đó 3,6 luôn. 3,6 luôn, quá rẻ đẹp. Kèo thơm nha mấy chị, 13 năm. 13 năm. Rồi đồng hồ em lên cho tình yêu chốt. 373 màu trắng thì xi lại, em đang có màu hồng. Nhẫn trái tim chủ sòn luôn em, sòn 3,6, 13,500,000. Đồng hồ ông đang đeo là đồng hồ sòn chị gái. Rồi em lên cho một cái này. Em có một cái đồng hồ mặt số, em chốt cho giá 1,2 triệu. Đẹp luôn em nha. Số. Rồi mặt nốt lại em mặc, em mua vốn 1,850,000 á, em chính mấy chị 1 triệu là em đã tặng hết 50% tiền mặt trong đây rồi, cho nên em không thâu mặt vô. Đai 1,2 triệu, em cho đổi lỗ 10 bằng lỗ 20. Rồi nốt lại giùm em. Rồi Thảo Thanh 13 năm. À, chúc mừng tình yêu Thảo Thanh 13,500,000, mày dục qua cho con chưa? 13 năm nè. Ok Thảo Thanh 13 năm. Rồi em chúc mừng cho Thảo Thanh 13 năm. Rồi đồng hồ 6,287. Dạ không có trắng mỹ xương, chốt xong xi trắng. Chốt xong xi trắng. Dạ đơn nó đi rồi chị gái, đi rồi chị ơi, chứ từ từ tới chị. Tại Tết tiệm hơi lu bu. Dạ Chi Nguyễn em để sau những tim 13 năm. Dạ đồng hồ lên 28,920. 28,920, đồng hồ bên nhà em cắt được và nói được luôn. Cho nên mấy chị đừng hỏi ni. Ni tay nào đeo cũng được hết. À, mấy chị thấy đi, nó đâu có thua gì đồng hồ 500-600 triệu đâu mấy chị. Nó sang hơn luôn á mấy chị. À, nó sang cực kỳ luôn. 28,920. Đồng hồ em sale 1,2 triệu. Mặt em tính 1 triệu. Tất cả nó lại đổi luôn 10 con lỗ 20 đồng hồ. Ai bỏ lỗ là tiếc nha. 28,920. Đồng hồ vuông có số luôn. 28,920,000. Xuất sắc chưa? Lên tay rất là đẹp luôn em. Dòng đang đeo là 24,380. Đây nè, đẹp chưa? À, mấy chị đồng hồ đừng bỏ lỡ mấy chị. Cái đai nhà em nè, mặt của Nhật còn cái đai của nó nè mấy chị. Đó. Siêu đẹp luôn em đó. Mấy bà bỏ lỡ tiếc đó. 27,940. Oh sorry, 28,900. 289. Rồi bông ngôi sao này em về được 5 đôi. Em về được 5 đời. Của chế Mỹ Hân là gì à, em ơi? Em chối tình yêu Thơ Vũ. 28,920. Đưa cái hình của chị Mỹ Hân đi Vinh coi coi là gì vậy con. Mà mấy em nó không bán mặt lẻ là sao con ơi. Coi tình yêu Mỹ Hân là gì đi. À, coi em mua gì sao mà chị có bán mặt lẻ không là gì đó. Rồi em chốt đơn cho giá 1,3 triệu thôi. Sao thủy tinh 5,8 triệu. Dạ coi là 13 năm hết rồi. Không còn. Đây mặt này luôn em mặc.
Bé Vinh chốt đơn mặt luôn cho mấy chị nè. À, đâu? À, cái đó là dây liền mặt, đâu có bán mặt lẻ. Ờ, dây liền mặt mà hết rồi. Trái tim nó Vinh hết rồi, cân dây trái tim 8-9 triệu hết rồi. Dạ cái đó order cho em chị đi, còn bông với nhẫn thôi à. Thôi đeo đỡ đôi bông trước đi, rồi còn dây nữa đeo sao. Rồi bông tay này em có 5 đôi nè, 5850. Chụp hình cho bé Bi coi thử đi con. Dạ mẹ về nè. Đồng hồ em chút cho tình hơi Vũ. Dạ rồi chụp cho bé Bi coi, bé Bi cần gì chụp cho bé Bi coi đi con. Bông tay em có 5 đôi, 5.850.000. Yeah. Đụng hàng một đôi định 100 triệu nè. Đụng hàng đôi định 100 triệu nè, 585 rồi Ruby Lê nè. Có 3 đôi hả? Tới 5 đôi đâu nghe mấy chị. Rồi Rusi Phạm nè, 28.900 nè, mã sao nè. Đồng hồ còn tiếp nữa nè. À, mã sao nè, đồng hồ lên nữa nè, mắt đồng hồ là giúp em nha. Ta bán cái mặt 7-8 triệu cho mấy chị không đó. Họ hổng bị cái chị kia là hỏi xong bán mặt 4-5 triệu mà bán cái mặt đẹp. Dạ thưa không có chị mua 4-5 triệu tại chị mua bị mắc nha chị. Chứ không phải là mình mua mắt mà mình trời ơi mình đã bị người ta ăn tiền trên đầu mình rồi mình còn không biết nữa mà mình còn là em ấy. Sao không bán loại đó? Tại vì mình đi mua mắt, trời ơi người ta bán rẻ. Bán rẻ bây cũng nghi ngờ lắm mấy chị. Nhiều khi có những người ta bán rẻ cũng nghi ngờ lắm. Tự nhiên đi mua đồng hồ y chang nhau, cùng hiệu như nhau, đồng hồ Nhật. Mua cái 5 triệu ở đây người ta bán cái 1.4 triệu. À, ta mua nhiều ta bán nhiều, cái đó còn lỗ 500.000. Cái hỏi em sao bán loại rẻ anh chi? Tại chị mua bị mắc, tại chị bị người ta gạt. À, trời ơi, chứ không phải là... Ờ à, từ từ gà ngắn cốc khen ơi, bữa nay mùng 10 đừng đòi nợ em. Trời mai đòi chị ơi. Rồi mình mua bị mắc á, trời ơi tội nghiệp em quá. Em nói luôn nghe mấy chị. Cái mặt này ở đây có dính chút, có chút xíu nó bị phai màu chỗ này nè. Cái mặt này là hàng của Nhật mà chỉ là cái mặt là của Nhật thôi. Cái đây là hàng sọt, hàng vàng nha. 1.2 triệu, đổi lỗ 10 bằng lỗ 20. Cái này mặt em tặng nha. Chỉ có riêng cái này em tặng mà em chỉ nè, cái lỗ chút xíu dưới đây nè. Mấy chị thấy không? Đó nó hơi xíu ha. Nói chung là cái mặt nó hơi bay màu chỗ này chút xíu ha. Mình đeo dưới thì không ai biết đâu. À, rồi em chốt đơn 55.62. Dòng Vinh đang đeo là 24.380.000, chốt đơn có 1.399.000, 24.380. Dòng đinh vàng hồng đi 54 nha, chị nào 54 lấy ra dòng đinh hồng đi con. Rồi đồng hồ này mấy chị, đẹp lắm mấy chị. Em lên mấy cái đồng hồ này mấy chị coi là cực kỳ đẹp. Đó, nè đó, đẹp chưa? Đồng hồ bên nhà em cắt được nói được luôn nha. Mấy chị đừng lo lắng lăn tăn vậy trơn, em lo nè. Dòng bi Vinh đang đeo 24.380.000. Chị yêu Sam Sam, chị yêu Vân Lê. Hôm nay đồ bi này mua trên giá 1.5 triệu rồi. Em chốt giá có 1.300.000 gam thôi. Đừng lo lắng như hết, em lo hết mấy chị ơi. Dạ vòng em đang đeo 24.380.000. Có em đây rồi, mấy chị cứ yên tâm. Em bán sao em nói vậy. Em lợi nhiều em nói nhiều. Không ai bán vàng mà nói thiệt như em đâu. À lấy vía chút đơn. Ờ chị biết rồi, em biết rồi, nhưng mà mùng 10. Mùng 10 em cũng em biết rồi nhưng mà bà gán đi mùng 10 đừng chờ chút xíu em like xong em xuống em làm cho. 29.180.000. Ê chặt lắc à con, là cái dòng đề dòng chặt chia là cái đó đó. Chị nào có nói dòng đinh mới đưa cái đó ra mấy ông nội. 29.180.000 mẫu ơi, mày cứu tao mẫu ơi. 29.180.000 em à. Em chốt đơn cho giá 1.2 triệu mặc em tặng luôn. 24.380 chú tình yêu Trang Nguyễn. À, tội nghiệp em coi con dâu tao nó cũng muốn lắm mà nó không bao giờ làm theo dưới tao chứ á. À. Đây 54 chưa? Đây 54 trơn này chế 1399 luôn giùm em. Với lại cái tay ai mà mồ hôi mồ hám đừng có chụp vô nghe dơ trơn trời nè. Rồi bông bông này là bông ngựa. Nhẫn em đang đeo á chế 24.380.000. Rồi em chốt cho chế Trang Nguyễn. Đây, đồng hồ nãy đồng hồ ý đó tình yêu. Đồng hồ nãy là 29.180.000. Mà em báo cái mặt nó có chút xíu chỗ này một chút nè. Đó, chút xíu màu này xíu rồi là bay màu á. Mặt em tặng luôn, đai 1.2 triệu. À, bên em nhà là em đồng hồ cắt được nói được. Mặc dù nó trong số của nó có chữ nha mấy chị. 29.180.000. Rồi em chốt đơn mẹ em này là 14.280.000. Chị yêu nào hỏi em nè, đi 54 nè. 14.280 cái tay dơ đựng cầm cho nó ốm hết trơn. À ban này em đi 54 nha mấy chị gái ơi, 54. À sorry cạch chi à. 14.280.000. 14.280.
Coi tin nhắn là tình yêu Bích Vương. Đây gái yêu, 14.280.000. Dạ ok, tình yêu Minh Nguyễn, em chào chế, 14.280.000. Em chốt đơn cho giá 1399, cái mã này là em lỗ. 14.280. Rồi lên đơn luôn em. Em có một cái dòng này ni tai 50, 51, 52 đều được. Em xem 1.1 triệu. Amaro đẹp nha, nó full luôn nha mấy chị. Full luôn nha. Cái này bây giờ giá 1.4 triệu, 1.5 triệu mấy chị mới mua được á. Cho nên này là chị nào 50, 52 là đeo ok. Vô mánh một khúc sâu dài thòn lòn 300-400 ngàn một gam. 24.310.000 mà đeo hoài không xưa y như sao. 24.310.000. 24.310.000 giúp em. Dạ thấy em Quyên ơi, em chào chị Minh Nguyễn Nguyễn. Quá trời đẹp cho mấy chị, 50, 52. Tổng cộng 2 hàng Amaro và 3 hàng hộp tròn, 5 hàng hộp, số đẹp luôn cho em. Dạ thấy em Quyên, em thấy chị Minh Minh. Rồi nhẫn này nhẫn chữ H. Cái này em chỉnh sửa đi được mấy chị muốn đeo không? Đây, đeo cái gì được cũng này mấy chị. Dễ thương chưa, nó dính chung luôn vậy em. Giang Hồng, Giang Hồng nhẫn chữ H hôm nay em sale luôn 1.2 triệu. Em có 3 nhẫn rất là dễ thương, mấy chị đeo dính chung cũng được, đeo rời cũng được luôn em ha. Hôm nay em về tất cả đoàn hiệu đẹp. À, em chúc tình yêu Tiết Trần. Ôi lâu quá mới gặp em tôi nhớ. 24.310.000. Rồi cảm ơn cục vàng. Có loại một hàng hộp dòng đó không anh chị? Dạ có chị. Con ơi, cái mâm dòng nó có một hàng hộp bên đây nè. Cho cô một hàng hộp phải không? Nè, mâm ngoài đầu tiên nè. Đó, đẹp cục kem nè. Rồi chúc đơn cho Tiết Trần. 24.310. Con coi đạt chỉ tiêu đi nước ngoài đi con. Xíu cô cho mẹ cho chỉ tiêu con 5 món quà luôn mà cho ông đội dương miệng nha. Mẹ làm dương miệng cho con đeo luôn á. Rồi nhẫn này em chốt đơn giá 1.2 triệu luôn nè. Ủa dòng 1.1 đâu. Ờ chơi đội dương miệng luôn á. Dạ 8.880.000. Nhẫn này đẹp quá mấy chị. Đeo được 2 dáng nha. Một mấy chị đeo thưa như em gì. Hai mấy chị đeo khít nó vô luôn, nhẫn được luôn, đeo cặp luôn. Đó, ví dụ mới đeo khít vô là cặp luôn, gì nó ra hai chiếc nó sát vô luôn gì dùm em. À, à gọi gửi Mỹ, được tình yêu Tích Trần ơi. Được cục cưng ơi, coi coi tình yêu Tích Trần em gửi Mỹ dễ lắm. Gửi Mỹ bây giờ còn yên tâm hơn nhiều khi gửi Việt Nam đó em. Gửi nó an toàn hơn. Rồi nhẫn chốt đơn 8.880.000 vàng hồng, em có 3 chiếc xe 1.2 triệu, ngày thần tài. Thần tài. Em có đủ ni nha. Muốn đeo cách xa ra gì thì đeo. Muốn đeo sát vô như ngón danh thì đeo luôn giùm em. Em có số lượng 3. 8.880.000. 3 số 8. Đặt lại rồi chơi đi Trần ơi, Vinh đặt lại rồi, đừng buồn tại vì chị nghĩ là 50 nó có cái đinh đó. Vinh ơi, hỏi cái đó gấp đi chơi đi Trần, đợi có năm mấy nay tội nghiệp. Hứa chắc ăn có em, năm nay hứa chắc ăn có. Chỉ có trễ chút xíu thôi. Nhớ hỏi em chị Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh ơi, về nhớ thả. Thả like cái đó nha cưng. Hoặc là em về rồi thì em bấm hình lên á. Em có để cái bông cái tay vô á cưng. À lại mất tiêu á. Ờ đợi xíu đi chị My Linh. Tại tiệm đông á. Tiệm đông khách cho nên tụi nó không thể nào chu đáo như là nhiều chỗ khác được. Thành ra mình thương Vinh. À nè đẹp chưa. 8.880.000. Dòng đinh kia trắng nè đó. Em có 3 thôi. Nhẫn chốt cho Phương Ngọc. Đẹp lắm mấy chị. Có 1.2 triệu, ngày thần tài nó có giá này á mấy chị. Giang Hồng bây giờ mua 1.6, 1.7 hết rồi mấy chị. Rồi dòng cho nồi ni tai 48, 50, 51, 52 đeo được. Em có chiếc duy nhất nha. Em chốt đơn cho 1399 hàng mới. Ok tình yêu Phương Ngọc đẹp lắm. Em thấy tình yêu Quyên nè, 25g 20. Quá rẻ đẹp cho một cuộc tình. Ni tai 48, 50, 52 nha. 35.280.000. Cho mày uống miếng nước không? Nhỏ nó ăn gì cây về thằng lợn không? Uống nước hả? Rồi rồi. Tưởng ăn những mời tao tao buồn. Muốn gì chị ăn đi. Ăn chú chiên không các bạn? Mất đáy quá. Gửi cặp nhẫn hay chị xem ok Ngọc Khanh. Vậy bây giờ mày lấy chim đi tao ra ra cái. Dạ. Mày, cái mặt mày hết màn hình rồi đó. Chị nói em nữa đó nghe chị. Ờ nhà này em chuyên nghiệp nhân viên không à các chị. Chị Duyên Lê ngày hôm qua mua vàng nhân viên dễ thương. Lớp du chế. Năm sau tặng trái ký vàng. Năm nay chế tặng 30.
55.280.000. Nhẫn hồng á, nhẫn hồng mà lấy nhẫn ban số 8 đi. Ok, em lên sòn tình yêu ruby nè, để em lên liền. Rồi, chốt đơn 35.280.000. Em có hai đôi bông phó bông này, không có cần tốn viên chủ nha. 15 triệu một đôi, ai nhanh còn chậm mắt giùm em. Bình thường 22 triệu, 20 triệu 500 mới mua được. Em chốt đơn luôn cho 15 triệu siêu to nè mấy chị, lên trái tay nè. Không có cần tốn viên chủ nha. Ghép sòn to bự vậy đó, bán 15 đó. Những cặp chia đi Vinh ha, những cặp chia. Cặp chia chỉ có hai chiếc màu hồng nằm đâu đây nè bây. Có hai chiếc màu hồng trơn nằm đâu đây nè, mày chụp hình cho chị coi coi tao nhớ còn nè. 15 triệu một đôi nè. Gì không? Rồi này bà còn đi mấy nè chị gái, em còn chiếc nè, em tặng luôn bạn 1.2 triệu nè. Đi số 10, số 11 đeo được nha. Đi số 10, số 11 đeo được. Chết bà là tự giờ sao em cân ha. Cân cái gì rồi? 6.050.000. Này chế may trần, 15 triệu đôi bông này em quá rẻ mấy chị, 22 triệu mua được đó mấy chị. Dạ Suri Phạm nè, cọc rồi Vinh ơi, ok chế. Cảm ơn chế yêu. Rồi Ngọc Trần giùm em là 15. 6240 mình không được chị ơi. 6240 hot rồi. Đây 15. Em chốt đây tình yêu Thị Mai Trần Ngọc, em còn một đôi. Bông quen sát ha. Ok có bông quen sát tròn mãi yêu. Rồi chị cũng mãi yêu em luôn, 15 sòn. Sẽ em bốc cái chế hồng dân nhẫn kim tiền á. Tuần sau mới có nhẫn kim tiền rồi gái ơi. Còn một đôi đó thôi 15 triệu. Nhẫn 6 triệu chốt tình yêu Phú Gia 6050. 15 triệu chốt cho nàng Thanh. Nè rồi Phú Gia. Này chốt giá con 1.2 à trời, cặp chia vàng hồng mà bán 1.2. Rồi chốt cho tình yêu nàng Thanh hết. Nàng Thanh hết. Rồi sòn. Lên dây chuyền đi chị. Ok, vàng 4 số 9 nhiêu em á, 53 triệu mấy á chị Hương Kim. Rồi hết luôn nè con. Rồi mặt này em về 5 em còn 1, em tặng luôn 1.2 triệu nha. Nhẫn huyền thoại có màu vàng không Vinh hả? Tuần sau có chứ, chứ Đào Nguyễn màu hồng chứ. Màu hồng. Chút nhẫn cầm đi 11 hả? Để chị sao thôi, chị Phú Gia bà trước không có cho bà móc mắt em móc em à. Bởi vì có Phật độ trời độ mấy chị. Vừa sáng ra cái người ta ghé lấy ông thần tài không có mấy chị. Em xanh mặt rồi mấy chị, tại vì chút may mắn mà còn ta chút like mấy chục ông cũng không còn luôn. Niệm Phật mấy chị, niệm. Dạ nè nguyện mẹ Quan Âm, trời ơi nguyện tất cả mẹ luôn, nguyện mẹ Chúa Xứ, nguyện ô đầy đủ hết trơn, nguyện tùm lum ba khía cứu cái. Alo bạn kia, bạn còn trong kho bạn 60 ông thần tài, mừng ghê chưa mấy chị. Bởi vì ở phải trời đãi nghe mấy chị, được quý nhân giúp đỡ, mình cứ ở phải cho em trời đãi. Nhiều khi mấy chị biết không, người này làm mấy chị đau khổ, người khác đem hạnh phúc cho mấy chị, chứ không phải là mấy chị sẽ trả đủ nó cho người đó. Đó mấy chị thấy chưa, thấy gương em chưa. Rồi chúc đêm em 6170 và hết đặt lại. Nhận đó hết rồi. Em vô nhóm liền này, em lên này cho anh ta đi. Hai nhẫn này đẹp quá nè. Nhẫn này chỉ còn 2 chiếc à. Siêu đẹp luôn em nha. Bữa nay em chốt đơn giá 1.199.000. Nè lấy không? Lấy là chị like là chị hết nữa đó. Bây giờ có 2 nhẫn thôi. Chốt giùm em 10.368.000. Nhẫn này không đụng hàng luôn nha. Rất là đẹp luôn. Nó là từ mẫu nhẫn sòn đi về. Mặt này 5 em còn 1, em xem 1.2 triệu nha cả nhà. Mặt amoro luôn em, mặt vuông. 6168 6.168.000. Nhẫn 10.368.000 em có 2. 10.368 mấy dinh có 2. Đó, y chang như sòn. Mặt dây chuyền lấy cái này đi, tình yêu quanh huyện. 6168 nè, cơn hàng mới, hàng amoro siêu đẹp nha. Chứ không phải là hàng ấy đâu nghe mấy chị. Hàng new 100%. 5 em còn 1 cho nên em tặng luôn 1.2 triệu. 6168 10.3 triệu nè. Nga Laka đọc tiếng Anh đó trời ơi. Nó đây, trả đây, ta chốt 2 chị. Rồi đi 16 chốt Trang Nguyễn luôn nè. Ở bên chị Hằng như đồ, bên chị Hằng còn một cái. Thì bán được đâu bán chứ giờ đó. Đó giống như thằng Tài vậy đó, bán được nhiều bán. Báo cho giữ hàng, tôi chốt giữ hàng tôi nó chết rồi. Sáng sớm kiểu này. 10.368.000. Cuối cùng quý nhân giúp đỡ. Nhẫn cặp cái yêu ơi, ok chị yêu. Rồi bông này em còn 2 đôi nè mấy chị, biệt sáp 1350. Hàng độc nha, có 2 đôi à. Không có đôi thứ 3 đâu cả nhà, 5535. Lên mặt eo là gì chị hả? Ok chị yêu. 5.500 mặt nhẫn vô rồi, vô đi chế Nga, vô đi chế yêu Trang Nguyễn đó con. Có đi 16 luôn chế ơi.
Đây 5.535.000. Em có hai thôi. Nhẫn bông mai này em có hai luôn nè. Bích tiền lấy nhẫn luôn nè con. 10368. 10368. Rồi nhẫn bông mai cao cấp luôn em, đẹp luôn. Em có hai nhẫn luôn. Em chốt đơn cho giá. Ok Hùng Gia nè, chốt đơn cho Hùng Gia. Cảm ơn chế Hùng Gia nè. Rồi em có hai nhẫn 7g13. Dạ 8.550.000. 50. À, chuyên hàng Âu Mỹ cưng. Cái mã nào cưng? 5535. Em cảm ơn chứ tình yêu Hồng Phạm Thu. Ôi đôi thôi. Đẹp lắm mấy chị. Thả tim mấy chị ơi. Coi lại chim mà nín hình hoài. Ta cường chết. Dạ Thịnh Phú ơi. Em nha, có gì em chốt, em chốt Zalo 0918 0567 đi nha. Bé Tường lấy như vú cho cưng nha. À Zalo đó vợ chuyển qua cho bé Tường làm rồi. Chốt đơn không được hả Lan Như Lê? Khách của vú là qua Zalo 0918 0535 567. Sĩ qua đó luôn. Khách của Thu qua đó luôn giúp em. 5535. Bên đài sao lấy ha? À, hướng dẫn bạn yêu Bích Tiền đi cưng ơi. Rồi, rồi hướng dẫn bạn làm được cưng. Tới app 3 giúp tăng nhìn gửi còn được mà. Cái đó chứ không còn. Đợi nó khác qua bên kia không còn không con. Cái đó em chốt sao gì sáng em hỏi chị mà. Ok tình yêu sữa 10.368. À, em dời cái Zalo đó qua cho Tường làm rồi. Nhiều khi chốt chốt cái này mấy chị khó, mấy chị qua Zalo đó mấy chị chốt là khách của vú với lại Thu thôi nha. Khách vú với khách Thu, khách mối ngày xưa đó mấy chị. À, mấy chị mối ngày xưa. Đây chốt đơn luôn em. Tường dễ thương như vú 8550. Dạ Tường nó dễ thương, nó sẽ chiều. Vú chiều sao tụi em chiều y chang vậy. Vì khuôn mặt đẹp giọng nói dễ thương. Dạ anh cảm ơn tình yêu Nhung Trần nha. À, cảm ơn chế, chúc chế đang mới dạng sự nhí. Làm ăn phát tài phát lộc. Rồi 855. Dạ ok Ruby Lê, có tin nhắn Ruby Lê cho chuyển khoản đó con ơi. 8.550.000. Đánh chiếm nhà em rồi. 8550. Nhận nó đi 14 vừa không á? Dạ vừa chứ. Dòng này em bán lỗ nha. Dòng này em xin phép được phép bán lỗ 1399 là em bán lỗ 1 gam 50.000. À, có toàn ten tăng đưa đi tay 50, 52, 54. Má này cài Vinh bán lỗ cho các chị gái, cho mấy chị chốt dưới ngày thằng Tài nè. Dòng đinh nhỏ nhiêu rồi em chốt chế Huệ Hồ 855. Cảm ơn chế yêu, nhận đó em có hai à. Rồi bông tai này em chốt đơn luôn cho giá 1.250.000. Dạ vốn 1.300.000 em chốt đơn ngày thằng Tài nay 1250. Bông mới em có con đôi em tặng nha. Lucky 15-16 triệu có mâm Lucky đâu con. Có cái nào có Lucky cho mẹ mấy cọng Lucky nha. 9g 33 1250 bao tay có Yên ơi, chụp cho Yên coi đi cưng, chụp Lucky cho Yên coi đi, chốt giá like 1399 đi không. 11.660.000. 11.660.000. Dạ Vũ Cô Hiền rồi em chốt nhận Vũ Cô Hiền, nó là em hết nha. Nguyễn Thu rồi bé hết nhận. Bông tai 11.660.000 bông tai. 11.660. Dạ ok Lucky 15-16 triệu em có. Dòng này xin được phép bán lỗ nha. Có nhiều cái em bán lỗ luôn ấy chị. À, chứ không phải cái nào cũng lời hoài đâu. Dòng đinh phun hộp đi 46 đặt được Ni Trần ơi. 11.660 em chốt tình yêu Tiết Trần. Duyên ơi. À Duyên. Chữ Ni Trần là chữ Vinh chữ đặt đó. Đang đặt cái cherry Trần đó, đặt luôn cho Ni Trần đi em. Đặt cọc 5 triệu đặt cho em nhớ. Đặt cái nào là phải hối nha. Làm ăn là phải uy tín nha. Năm nay mấy em làm tốt hơn cho chị vui nha. Mấy năm trước tao bị người ta chửi vì vậy bay nhiều. Bây giờ em bay phải quả báo lại cho tao cái đi. 11.660.000. Cái nhóm đặt sòn của em đó, em liệu hồn á. Chị vô mà cho mấy em thả trái tim là chị xử em. Cứ đưa qua trong vô thức rồi không đặt gì trơn nha. Nữa không có đổ thừa tôi à. Cái đó không phải của tôi. Trách nhiệm tôi cho có live stream thôi. Chừng nào mấy người live stream được thì tôi làm đó cho. Rồi bé Vinh hết. Lỗ nghe chị, ai thương mua ủng hộ tiếp em đi. 33.180.000 em có đi tay 50, 52, 54. 33.180.000 rồi cảm ơn nghe. Mới thấy lấy đúng luôn á. Mới thấy luôn. Xin một lần được đúng luôn nè. Rồi mặt này em có 3 cái em chốt đơn bữa nay luôn giá 1.200.000 ra. Trời giá vàng này bán gì đó mấy chị. Bán gì ai bán lợi trời. Em có số lượng 3 nha. Mặt này đẹp lắm thì hó mấy chị gái. Coi nhân viên ok Linh Mini. Và dòng tay 33.180.000. Bữa nay bán. Dạ nhân gian gọi là bán lỗ tụt quần đó mấy chị. Là nhân gian. Cáo sơ mi ai chuyển tài khoản cho Duyên ơi.
chốt vía mấy cái quần áo là từ thiện thêm nha mấy chị. Em nói sao là em làm vậy nha. Từ đó giờ em từ thiện là em câm nín, em không bao giờ em la. Mà tất cả tiền từ thiện là em để sao tình yêu Thịnh Phú nè. Em làm không có la mấy chị, tại em không kêu gấp ai. Em không kêu ai đóng góp hết. Em không kêu ai đóng góp hết. Đặt cọc đi rồi em đặt cọc cho. Ok Mini Mini kìa, đặt cọc cho kìa. 13.200.000 giúp em. Vòng tay 33.180.000 mấy chị ơi. Kèo thơm luôn á, không ai bán đồ bi bữa nay 1.3 mấy đâu mấy chị. Bữa nay con ăn 1.6-1.650.000. Rồi thấy chưa, mai mốt xúc hộp là bị giận á, không chịu đâu. Bữa nay năm nay khó tắm lắm mấy chị. Đồ mà xúc hộp này nọ. Ê, xúc nữa nè. Nè đó, đi đi. Đi đi cho nó ấm. Rồi, mặc dây chuyền em nè, xem 1.2 nè, có 3 cái nè. Xuất sắc chưa, đẹp quá đẹp. Dễ thương chưa. Đưa qua tường. Đưa qua tường dẫn nha. Mua vàng Vinh đây, chốt cái gì năm nay nó vào. Vào ủ ụ nha. Tối cái em giảm cân mà biết ông Sứ nói sao không gì. Trời ơi, tủ con cọp đâu có được ốp đâu mà giảm cân, tự nhiên không cho tao ốp nữa trời. Đây có luôn. Tới em chuyện nữa nè. Mập lũ luôn nè, con lấy nguyên mâm cho ta lửa đi. Mình phải chiều người ta khách xa lại bưng vàng mâm với vàng xề cho người ta lửa có. Ta giật mình, ta hết hồn. Xem chuyển đi, đừng đi công chuyện nữa, ok. Dạ yeah. Em hay từ thiện lặng thinh lắm mấy chị. Mà em nói thật sự nha, từ thiện lặng thinh nó sẽ có cái hay của lặng thinh. Tâm của chị sẽ, mấy chị sẽ cảm thấy nó an. Nhưng mà nhiều khi từ thiện đưa lên cũng được mấy chị. Tại vì mình biết cái chỗ đó người ta đang cần. Thành ra cái đưa lên nó có hay của đưa lên. Mà không đưa hay, không đưa thì nó cũng có hay của không đưa. Mọi người cách nha cả nhà. Xem tin nhắn. Em lá mặt dây chuyền tình yêu Ngọc Nguyễn. Rẻ quá đó bạn. Mà đẹp nữa bạn. Ở đây dây dài nha bạn yêu. Đeo dài nha. Sáng đáng lẽ cái này mặc cao ống á. Để trong mà mấy bà này bá bá. Tự nhiên có tôi tưởng tôi dương lắm. Bà xin cái điều do. Cái giờ tôi hết đâu ống mặc. Không biết ống kia nằm đâu nữa. Nằm đâu nữa. Rồi inbox cho tình yêu Nguyễn Cọc nè bạn. Tình yêu đặt cọc. Nguyễn Ngọc con ơi 1.2 triệu. Bữa nay ngày thằng Tài. Dạ chúc đơn vào ủ hộ nha. Chúc đơn vào ủ hộ. 1.2 triệu. 13.200.000. Hàng mới luôn, hàng đẹp luôn. Rồi nhẫn bướm này em xem 1.2 triệu luôn. Vinh có thấy mặt vuông kia đưa lên thử nè. Chế rẻ quá chế ơi. Hàng mới 1.2 triệu nha. Không có cũ nha, nó cũ giậm tím người nha. Em về năm em còn một em sợ nha. Nói láo mắt lọc rồi nè đó. Đây nè đẹp chưa. Chị thích cái vòng tay. Dạ dây với mặt. Dạ dây em không nhớ nhiều dây với cõi 8-9 triệu mấy chị. Dây em cũng chốt đơn cho giá 1.2 triệu nè. Em có 1+1 bằng tuổi mình nha. Ok chế. Lên vòng hay chế. Cọp đó mấy chị. Dạ. Mẹ em nói á, con cọp nó không phải, không khổ là không phải con cọp nha. Thấy chứ con cọp khổ tâm lắm á. Mà khổ có 20 năm hết khổ à. Họ con nhỏ kia nó cũng con cọp nó ghen em nè. Tự nhiên cái vừa nói nó gán 10 năm nữa đi mới sướng. Cái tự nhiên khóc hụ hụ lên. Cái tốn bộ đồ 1.480.000. Vậy đó mấy chị. Không nó đang vậy rồi. Muôn đời là vậy đó. Còn không thì lấy chồng trễ cho em. Hồi xưa em bán với chị tiệm vàng. Chị ở bên kia. Ở bên đâu chợ mới gì bên kia. Quen 16 tuổi. Mà nhà nho giáo cô sách cô ơ gì đó. 26 tuổi 10 năm sau. Ban đầu anh kia tóc ẩm là kiểu là đầy luôn á. Tới lúc lấy chị là anh hối luôn á mấy chị. Đợi 10 năm để cưới chị Thúy. Mà bây giờ hạnh phúc cực kỳ mấy chị. Đó. Rồi đem chốt đơn. Không em nói thật sự nghe mấy chị. Mẹ em nói hồi đó trước khi để em ra nha, có bầu con cọp là bà đã phá 2 lần rồi đó. 2 tháng sau lội em lên tiếp. Bà nói lì quá lên nữa thì tao cho đẻ luôn. Nói sợ đó mẹ. Tại vì bà nội em cọp nè, bà ngoại em cọp nè, mẹ em cọp nè, tới đời em cọp nè. Năm rồi đẻ cọp mà đẻ có kịp đâu. Dạ em nữa đồng xứ không đem gơi gớt con của tôi con cọp về cho tôi cười cho tôi chết tôi chứ bà. Cọp đó mẹ tôi nói mà năm đó để mà không có ấy rồi chắc hết duyên rồi ba đời. Dạ rồi mặt là giá 1.2 triệu dây 1.2 triệu mặt là 13.200.000 gì đó. Tiêu đề em sợ miệng em lắm mấy chị, nó không em nói nó nín hình nữa mấy chị, nó nín hình nữa mấy chị. Mấy chị coi có ai như nó không, trời quá trời trời ơi, em muốn cái đường gờ luôn. Nó chạy 50-60 cây số trên giờ, 70-80. Nó vừa chạy rồi nó niệm chú đầy bi. Dạ cho Phật gánh còng lưng nó đụng vô xe. Nó đụng vô xe cấp cứu hoài luôn đó mấy chị. Con quỷ nè.
Còn gầy còn không? Còn điểm không? Mình mới ồ ha. Trời hôm nay cọp cái cưng lắm mấy chị. Em ham cọp đó mà cuối cùng đâu đẻ cọp được đâu. Chồng em nó cứ cản em hoài. À, 9 triệu giùm em lại này. Kiều Lê chị lấy mặt là 13.200.000. Dây là 9 triệu. Em ham con chị mà bỏ qua giai đoạn có bầu được không? 9 triệu. Dây cổ em đang đây là dài nhất rồi đó chị Kiều Lê, chốt dây với mặt đi đẹp lắm, đẹp để đền cho. Mặt này em xem 1.200.000 dây xem 1.200.000. Ham lắm. 13.2. Lấy đi chế ơi, đẹp lắm chứ đừng suy nghĩ chút xíu qua em mua giờ. 13.200.000 em xem 1.200.000. 132 xem 1.200.000 mặt này. Mặt túi 7-8 triệu ha. Em màu trắng hay màu hồng cơ? Rồi 9 triệu chốt cho tình yêu Kimberly nè. Chị Kiều Lê không kịp đấy chưa em nói rồi. Là Kiều Lê đó nha. Rồi lấy một bộ luôn phải không? Vậy là để Kimberly sao quá nghe cân. Tại bắn lấy nguyên bộ á. Chị ưu tiên lấy nguyên bộ nha. À, tại vì nó đi phơm chung. Kệ Hương Vinh nha. Nè con chụp cho Kiều Lê nè. Lấy nguyên bộ này đi đẹp không? Bộ thánh giá bữa hổm. Vậy là em còn cái mặt nha. Trọn bộ nè. 9 triệu. Rồi ok, 132 mặt. Rồi em hết nha. Em còn cái mặt 132 thôi. Dòng anh đang đeo là 33.180.000 đó chị yêu Mỹ Hạnh Đăng ơi. 1 gam em lỗ 50.000 đó chị. 1 gam lỗ 50.000. Con ơi có cái mâm nào có túi trắng nguyên dọc đó cho em mượn cái túi trắng đó không? Khoảng 8-9 triệu thôi. 8-9 triệu. Hôm qua có chị nào mà đổi cái mặt lại cho mẹ mày, mày không có cho lỗ bây giờ đâu biết bên ngoài nào. Mặt túi á. Chắc cái đó nữa em mua sao được kêu Phương ơi. Cái đó bữa khai trương tao mua xong tao đổi lại chị mà chị không có cho lỗ nha. Mà giờ cái đó đẹp lắm mà giờ biết sao lấy cho em nữa, biết nằm bên quầy nào rồi. Kim Hằng Lê nè em ơi. Coi tin nhắn hay chế đang chế chuyển con ơi. 33.180.000 dòng đang đeo siêu đẹp nha mấy chị. 33.180.000. Ờ à, túi không? 33.180.000. Rồi. Bé bơm kìa, nó tên Phương hồi nào đâu vậy? Nó có tên con bơm mà mày kêu Phương mà nó có nghe đâu. Hả? Đó là Hương Hoa Đào. 33.180.000. Em có một sợi dây này đẹp quá mấy chị ơi. À, xuất sắc luôn em dây này đó. Dây này em đeo đầu lai á. Nè mấy chị dây giọt nước. Dòng hồng nãy chị nói chị Minh Linh đi hả? À, đây 14 triệu. Dòng đinh còn, đinh nhỏ đinh lớn nha chị gái. 14.280.000. Ờ, à, lấy cái này đi màu trắng. Ừ. Rồi 14.280.000. Rồi này con chụp cho Mi đi Linh đi không? Mi đi Linh. Rồi dây này em chốt đơn cho giá 1.350.000 dây siêu đẹp. Rồi xuất sắc luôn đó mấy chị. 2787135. 37.600.000 dạ. Rồi dắt mẹ cái con. Ờ. À, em bồng mẹ luôn đi. Hư. Cái nách mày. Mày bồng luôn đi con. 37.600.000 mấy chị ơi. Đẹp quá nè mấy chị. Nhẫn bốn em chốt đơn 1.200.000 nha. Trời cái gì đẹp quá ha mấy chị. Nó sang một cái không chịu nổi luôn. À, đeo dưới bông này là khỏi chê. Bông này em xem 1.100.000. Dây 1350. Đó xuống lại xíu. Và bạch kim chế. Dây kiềm 37.500 nha. Và bông tay là 15.800.000. 1.100.000 gam. 15.800.000. Ngon bổ rẻ, đẹp độc lạ. Giá hơi bị ok. À, chốt đơn giờ ủ bộ 15.800.000. Nè mấy chị. Sang cho set này chưa? Em xin sòn trái tim. Nhưng có sòn tròn mà Vinh không có sòn trái tim. 132 nó vô chị kia cho con. Nè. Mấy chị Kiều Lê, Kiều Lê vậy đó. Đây lắc bi ai hỏi em nè mấy chị. Em có số lượng là 3 cái lắc bi ha. 3.5 hôm cũ, 4.5 hôm xưa đeo cực kỳ là siêu sáng. Bi của nó là bi hình sáng ốc. Cái giác bi này là mấy chị đeo cực kỳ là lâu bị bắn dơ. Dạ chốt giùm em là 14.960.000. 14.960.000 em có số lượng là 3. À, này mấy chị bi 8 ly nha mấy chị, số phát tài.
có toàn tan tăng đưa ở đây ni tay 48, 50, 52, 54, 56 đều được luôn. 14.960.000 14.960. Em có số lượng 3. Một bốn chín sáu. Dòng tay nhẫn đường kính 16 ha. Giờ đi số 11. Đường kính 16 đi số 1. Đâu rồi bạn nào hỏi Lucky nè. Rồi dòng em sale cho 1 triệu nha. Dòng phụng nha, y chang như sòn. Ni em đang cầm đi tay 50, 51, 52. Em sale dòng này luôn cho 1 triệu. Giá quá ok luôn á chị gái. 24 triệu 100. 24 triệu 100. Dòng nhái sòn đẹp như sòn. Dạ nhẫn bướm sale 1 triệu 2. Dòng em sale cho 1 triệu. Dạ mấy ngày nay khai trương á chị, tiệm đông khách á. Vừa tiệm vừa like nữa, mấy chị thông cảm giúp em nha. Tiệm đông Lucky 14 triệu 960. Mấy ngày nay là tụi em đâu có ăn cơm trưa gì đâu mấy chị. Tụi nó tới khuya mới về không có rã rời. Chị thông cảm giúp em. Lucky 14 triệu 960. Dòng tay em sale 1 triệu. 24 triệu 100 ngàn. Dạ dây em đang đeo 37 triệu 500. Bông đang đeo là 15 triệu 800. Chị thông cảm nha. Dạ năm nay em được em được 24 triệu 100 chút tình yêu quanh tú. Em được thương hơn mỗi năm nữa. Và đắt hơn, được lọc hơn, nhiều hơn nữa. Cho nên nhân viên nó làm không có kịp tay ấy mấy chị. Chị mặc đây. Mặc túi tiền hả? Rồi đợi em lên. Rồi nhẫn giùm em là 5760. 5.760.000 nhẫn bướm nha. Vanlis cẩm sà cừ hộp cao cấp. Em chốt đơn cho giá 1.200.000 bữa nay luôn. 1212. Ba em còn một cho nên em tặng luôn nha. 5.760.000 em chốt đơn cho giá 1.200.000 nha. 5760 mấy chị muốn đeo, muốn danh, muốn giữa, muốn chỗ cũng được, đeo chung cặp với nha. Đồ này cũng đẹp luôn nè mấy chị. Rất là đẹp luôn, điểm nhấn cái tay của mình nhìn nó rất là lả lơi cái tay. Dạ Lucky là 14.960.000. Dây chuyền bi ha. Rồi để em coi dây chuyền bi. Cho mình coi dây nha. Ok tình yêu 37.500.000 tình yêu coi. Đây đây 37 nè. Đẹp lắm tình yêu thù. Em bán có 1.300.000 thôi chị ơi. 5760 em chốt tình yêu tích trần nhẫn bướm. Dạ đi nước ngoài dễ lắm. Em ơi tích trần ở nước ngoài nè Ngọc ơi. Cho theo dõi tin nhắn của tiết trần đi con. Đặng lên đơn nghe mấy chị Vân Lê đó không. 37 năm đó à, Lucky 14.960.000 Lucky sáng. Dán dội dội đi tôi thương. Bông này bông mới nè mấy chị. 5 đôi bán còn đôi nè. Tặng nó nè 1.300.000 nè. À, trái tay nhỏ nha. Đẹp lắm mấy chị. 5 đôi còn 1 tặng luôn 1.300.000. Hàng mới nha. 2.886.000. 2886 chỗ mấy đá mắm đó con. 2886. 2886. Bây giờ có 1. Lắc bì. Rồi bi ba phương. Ok chứ hai Nguyễn em coi liền. 2886 rồi em hết nha. Em bán lỗ á. Rồi cái này bán luôn 1.300.000. Dây bi hả? Chụp hình cho tình yêu Phương Linh coi dây bi đi em ơi. Đây. Nè đẹp chưa mấy chị gái. À, dọc đinh nhỏ nhưng còn màu hồng, màu trắng thì không có. Một đôi duy nhất cả nha. À, đây bây giờ có một đôi duy nhất. Rồi bây giờ chốt đơn 1.300.000 nha. Đầu bi nha mấy chị. Hàng đỉnh luôn á. Lên lỗ tai nó cực kỳ là dễ thương. Cực kỳ dễ thương. Rồi bông tay em hết rồi cục cưng. Giờ đây đang đeo là 15.800.000. Đôi đang đeo là 15.8 xem 1.100.000. Em chốt đơn 1.100.000 nha. Sang lắm mấy chế. Đeo này khỏi đeo mặt, đeo dây cũng được, khỏi đeo mặt cũng được luôn. 15.8. Dòng đinh em còn, dòng đinh nóng 3 ly đi 50, 52. Lấy cho chị Vinh còn 4 chiếc em. Cho chị xếp gắn hồng cái gì mẫu. Một xếp đó. Đây nè, năm thứ 2. Rồi dưới dòng đinh bên đây còn 3 chiếc. 15.800.000. Em chốt đơn 1.100.000 nha. Rồi bông này em 5.630.000. Vòng bán bự hết, vòng bán bự chứ có vòng bi với bé được không bé. Dạ dòng đinh em có 50, 49 đeo được nha chị ơi. 5.628.000. Chúng còn 4 chiếc.
Dạ cái này 50 nè, nhưng mà 49 đeo được. Tại vì mấy chị thấy không, cái đinh chỗ này nó ăn gian hết đi hay đi rồi. Em chốt đơn luôn bữa nay cho 1350 nha. Ai bỏ lời tiếc nha, em bán này bằng giá sỉ 135. Rồi em chốt giùm em là 14.450.000, 14.450. Cái khóa tháo đây nha các chị. Đây khóa tháo đây nè. Đó, khóa tháo đây nè, mình đeo vô. Dạ 49.50, 51, 52 đeo được nha. Em có 3 chiếc thôi bao tay. Hàng bé XL của nhà em. Khóa tháo ngay đầu. Đẹp luôn em, 14.450.000. Đợi xíu em lấy bản to chị coi. Dòng bi 4 len còn, em chụp cho Ngọc Trâm coi dòng bi con ơi. 14.450.000. Dạ. Chị ơi, ni 49.50 là nhỏ nhất rồi chị. Mà đồ hàng hiệu mấy chị đừng đeo ôm á, nó không đẹp. Em có này ni 48 mấy chị đeo được nè. Em cắt ni được nè. Bây giờ cắt ni được. Nhẫn này ni số 10, số 11. Dòng em đang cầm là ni 48. Đây gắn này 48 nè. Rồi em chốt đơn cho 1350 thôi. Ni 48 nha. Em chốt là tiết trần 14450. Dòng này em còn có 4 dòng thôi mấy chị. Hàng hiệu á 14450. Rồi. Rồi cái này em 18.100. Chị Mai Lê chiếc này vừa chị nè. Ni 48 giá 1350 gắn. 18.100 còn một chiếc duy nhất lên chế. 18.100. 181. Dòng đang đeo là 14.450.000, vòng đinh trơn, vòng này vòng đinh hột. Rồi đôi này em còn một đôi màu hồng, em sale luôn 1.100.000. Dạ chị chốt xong vô trong nhân viên sẽ hướng dẫn đi tay chị, phải được mới được, phải bán được chứ. Em bán tới nước ngoài luôn mà. Chốt đơn làm em 1.100.000. Dạ giờ hồng xong si trắng. 588, em chốt đơn cho 1.100.000, em còn một đôi. Em chốt tình yêu Nguyễn Tường Audition. Mình chuyển đủ cho Ngọc Nguyễn, cảm ơn Ngọc Nguyễn đó. 14.450. Rồi em còn 2 nha cả nhà. Dạ ok tình yêu Ngọc Nguyễn, có tin nhắn với Ngọc Nguyễn cho Nguyễn chuyển. Dạ chị Kiều Lê gì ơi, chị cứ chốt xong rồi vô trong mấy bạn làm đi cho mình nha. Đây cái này nó đang là màu hồng à, màu trắng thì tuần sau mới có, em còn màu hồng thôi. Rồi bông tai 6.500.000, em chốt đơn cho giá 1.100.000. Nó đang đeo 6.000.000 nhưng nhiều quên này, đơn đeo nhiều không nhớ, đang 1.300.000 nha. 588 là gì con? Tiếp lên 5588 là gì vậy tiếp? Cái này em xem 1.300.000 nha. Bông bi mới em còn đôi em tặng. 4532. Bông này 5.600.000 mấy chị. Đôi bi này là 5.600.000 bi mới nha. 5.600.000. Bao dễ thương luôn, mẫu lạ lạ. Và bông tai này hình như 6.500.000 á. Dạ. Nhân viên tên Hiền rất dễ thương ha. Em cảm ơn chế, em cảm ơn chế yêu. Sorry cục cưng 5.588, bông tai 6.500.000 á. Nhỏ ơi, Tích Trần ơi, mình đeo 2 tuần á cưng. Sale có 1.100.000 thôi. Mua được giá này quá sướng, quá ngợi, quá hời luôn. Dân hồng luôn. Đôi bông hoa 6.500.000. 5.588 nhìn chữ nhân. Dinh đọc xong nhìn chữ nhân. Rồi 6.500.000 thôi cục cưng. Trọng lượng ga mà 5.88 nhân giá 1.100.000 gam ra 6.500.000. Em cảm ơn chế Trang nha, Trang Nguyễn. Hiền pin được ghi nhận nè, làm tốt nè. Dễ thương chưa? 588. Mẹ Hoa Ngâm em chốt đơn giá 1199. 65. Rồi đây em hết bông này nha. Dạ chốt em 6.660.000 mẹ Hoa Ngâm ha. Bao đẹp luôn em. Dạ dòng đinh full trắng đặt lại nha chứ. Đặt lại giúp em. Rồi bông đó em chốt đơn vô cục cưng kia rồi. Ba số 6 giùm em mẹ Quan Tâm Bồ Tát. Em xem 1.199.000 chưa tới 1.200.000. Dạ nhưng 1.200.000 gam đó mấy chị gái. 6.660.000 ba số 6. Dạ ok với Kim Nguyễn Nguyễn. Thôi tin nhắn cho Kim Nguyễn Nguyễn đi con. Ba số 6 mẹ 12. Mẹ 12. Dòng này em xem 1.200.000 đi tay 48 49. Đi tay 48 49 em xem dòng thương hiệu men đen luôn. Đi tay 46 47 48 em ấy chị gái ơi. Rồi chị nào đi nhỏ là vô mánh nè. 25.900.000. 25.900.000.
mặt mẹ Quan Âm em chốt tình yêu Phương Thúy 666 mẹ Kiều Linh mã sao. À dạ. Rồi vòng tay đi 46 47 48 đâu được, 25.900.000. 46 47 48 em chốt đơn đây trơn luôn nha cả nhà. Mặt mẹ hết rồi chứ ơi. Mặt mẹ chốt người đầu người sau rồi. Dạ dòng đinh nãy là 14.450.000 đó, chụp cho chứ Tiết Phạm coi đi con. Rồi em vô mã chụp cho chứ coi được cái chứ cho em tin mừng nha. Cái này đi tay mấy chị, bây giờ 1.500.000 một gam mới mua được á. Thương hiệu là một cái hoa màu đỏ, một cái chữ LV màu đen, một cái hoa màu hộp ghép. Đi 46, 47, 48 em chốt đơn giá 1.200.000 gam, 25.900.000. Nè dòng đinh hồi chưa kiếm ra con. Nằm trong đây nè. 25.900.000. Đi 48 là đường kính, đi 48 đó chị là đường kính đó. 25.900.000. 25.9. Rồi bông chà nồi bông mới, em về ba đôi em còn đôi tặng luôn cho mấy chị luôn giá 1.150.000. 1150 bao tay nha. Nó đẹp như bông sòn à, 100 triệu của em á. 8.3. Dạ chốt đơn em 8.3. Ok thúng cherry nè. Con chụp cho thúng cherry coi 14.450.000. Ok chế. Ok chế cherry. Rồi 8.3 giùm em. 83. 8.300.000. 8.3. Em có một đôi duy nhất thôi nha. Hàng mới em tặng á. Có 1.150.000 thôi. 1150. Ờ đẹp chưa mấy chị? Xuất sắc đó mấy chị. 83 nhẫn ha. Rồi em lên nhẫn cho. Đây, 83 chờ nồi BIS. Rồi nhẫn này em có 4 nhẫn thôi. Lên luôn bữa nay giá yêu thương 1.200.000 nha. Mấy chị hôm nay mua giá 1.400.000, 1.500.000 rồi mấy chị, mà không có mấy mẫu nhẫn đẹp như vậy đâu. Rồi nhìn luôn em nè, bên hông amoral bên trên bông luôn, bông sấy sấy hình hoa hướng dương, à, chủ hộp cao cấp. Rồi em chốt đơn cho 1.200.000, 744, 7.440.000. Rồi lên tay bao dễ thương, em có số lượng là 4 nhẫn đẹp lắm nha mấy chị. Bên hông bên trên 7.440.000, đài nó có hộp luôn. Rồi hàng độc 7440. Em có một đôi bông chữ H vàng hồng, lên luôn với mấy chị giá 1.300.000. Bông này bông mới, em còn một đôi. Em tặng mấy chị luôn, đeo cho dí đầu năm cho được như ý, dặn sự như ý. Rồi 7440. 4 chiếc bao đẹp. Rồi bông chữ H vàng hồng. Bé 6L luôn. À, không đụng hàng nha. Hàng mới nha, em còn một đôi nha. Em lên luôn 1.300.000. 9.400.000. Và Phạm Hân. Dạ ni tay vô trong nhân viên sẽ hướng dẫn mình làm ni được nha. Tất cả bên em chỉnh sửa ni được. 9.412.000 bông tai. 9412. Nhẫn 744 Phạm Hân. Baby chỉnh ni được chỗ này chị. Sexy chưa? Sexy cực kỳ luôn. Dạ ok tình yêu Ngọc Trâm. Câu liền cái tình yêu. Đây đó, đẹp chưa? Xuất sắc nè đó, bỏ lỡ tiếc nè. Nhẫn 7440 chỉnh đi được nè baby ơi. Bông 9.412.000 nha mấy chị ơi. 1.300.000 thôi, vàng hồng thương hiệu hoa một à, toàn là dòng bát 6L không. Bát 6L không nè đó. Rồi lên lắc ha. Rồi em lên lắc cho. Em lên lắc cho đó. Rồi chốt đơn 9412. Nhẫn 744 nhẫn không đẹp với dinh đền. Rồi lắc bi cao cấp. Em lên lắc bi cao cấp cho. Mặc túi tiền chút xíu em lên, em có 2 lắc 3 len mấy chị, hàng đặc biệt siêu sáng luôn em. Lên tay nó cực kỳ đẹp. Em chốt đơn cho 1399 mặc túi, đợi em chút xíu mới xuống được nha. Đó. Em đang đeo là ni tay 50-52 nè. Lắc này maximum là ni 54 nha cả nhà. Dạ em sáng lắm mấy chị, đeo bi nó như phụ kiện mà nhìn nó cực kỳ đẹp. Dạ Lệ Nhi 744. Bi ơi em lấy đi, chỉ có 4 chiếc thôi bi ơi, chỉ có chiếc thứ 5 đâu cơm. Dạ lắc này em 44.100.000. 1.250.000 màu hồng, màu trắng 1.200.000. Ê cái điện thoại mày hết pin rồi. Còn nào không? Sao đây mày rút dây của tao vậy? Nè đổi. À, lên tay siêu sáng 44.100.000 nha mấy chị. 44.100.000. Dây chữ H em về được 5 dây vàng hồng. Chốt luôn em 1.350.000 luôn. Em có số lượng 5 luôn. Chữ H thương hiệu của Home Up. Kèo bé số lời của nhà em luôn 1.350.000. Trời ơi đẹp chưa mấy chị, 44.100.000. Nó có pin rồi. Được.
dây chuyền cho bé ha, lắc sẵn á, lắc có sẵn hồng không? Sẵn hồng đặt lại đi chế ơi, em ơi kêu chế Phúc Âm gửi hình đi đặt lại. Năm nay sẵn hồng đồ hồng đặt được cái Duyên ơi. Lắc tay 44.100 năm nay là cái gì cũng lấy cưng ơi, tại năm nay chị, em có đầu tư gì chứ chị, em chỉ có đầu tư vàng mấy chị, sò mấy chị thôi, cho nên có cái gì chơi đó mấy chị, không làm linh tinh lăng tăng nữa, mệt quá. À, một người một nghề thôi, 44.100 em đang đeo, có 1.300.000 con gan thôi nghe cả nhà. Nhẫn này em còn hai chiếc, bữa nay em sale luôn các bạn, 1.150.000 này chơi lớn nè. Nhẫn em còn một chiếc duy nhất nha, 7440 không đụng hàng. À, nhẫn hắc đen còn không hả, hình như còn, còn đó, 7440. Dạ ok, tình yêu giá rẻ, nhẫn chiếc hắc đen có đó, chút xíu băng kiểu nó chụp hình cho bạn coi trong cái mâm hắc đen. 7.440.000. Rồi lắc tay 44.100, lắc tay em có số lượng 2 nha. Rồi dòng này mấy chị gái, em chốt đơn. Dạ 999.000 nha. Em chốt đơn cho mấy chị luôn, ai bỏ lỡ tiếc nha. Chưa tới 1.000.000 gam luôn nha, ni tay 5, ni tay 53 trở lại. Em cắt ni được chứ em không có ra ni được nha. 54 trở lại luôn nha em, dòng tay 21.777.000. 21.777.000 đá dòng hộp. Ni tay 54 trở lại, cắt ni được chứ không có ra ni được. 21.777.000. Quá rẻ đẹp cho một cuộc tình nha, lần tay bao bao dễ thương luôn. Chị ơi cho em coi cái nhẫn đang đeo, nhẫn đang đeo. Duyên ơi, em hối những 3 tỷ thôi của chị nhà này Duyên. Về gắt nghe cưng. Rồi dòng này maximum ni tay 54 nha mấy chị, cắt ni được chứ không có ra ni được nha. Em chốt đơn 999.000 một gam, siêu đẹp mẫu siêu lạ luôn. 21.700. Nhận 744 hỏi chi. Nè con vô cho bạn hỏi chi cho bạn coi nè. Đây nè gái ơi, à, 7440 chụp. Đó. Làm đi được em ơi, bé Bi ơi, tự vô chị ra nó rồi. Làm đi được. Đừng có lô. Chốt đi em ơi. À. Dòng tay 21.700.000. 999.000 gam, 21.700.000. Đó, rồi dây chữ H em có 5 dây. Bao dễ thương nha, 1350. Hàng mới về rồi mấy chị ơi. Bán giá ngày thần tài nè mấy chị, 3 giờ đồ hộp mua giờ mua 1.450.000 nè. Bao đồ hiệu này 1.600.000, 1.700.000 hết rồi. Rồi em chốt đơn 1350. Mấy chị mua trên đây là được rẻ hơn giá sỉ nữa đó. Sỉ còn phải là 1.399.000 nè mấy chị, 6.200.000. 6.200.000 dây chữ H hồng. 6262. Ờ, 4 tắc 2 là đeo đẹp rồi mấy chị. Rồi em có 5 dây nha. À, nick Quỳnh Thanh Tiền là giả tình tê tâm lê ơi. Số tài khoản sau lưng trên đầu Vinh. Chốt hàng duy nhất một nick này thôi cưng ơi. Dây mặt hát, mặt của nó là mặt amaro với mặt tròn trên đầu hai hàng len. Kiểu siêu lạ độc luôn. Không đụng hàng nha. 622. Em có 5 dây thôi nè. Thương hiệu hoa mật mấy chị. Đẹp lắm mấy chị. Săn lắm mới được 5 cộng. Chiếc nhẫn nha, nhìn nè, nhẫn này đây vỏ hộp luôn 3.5 tỷ cục cưng ơi. Nhẫn này Vinh nhẫn Việt, nhẫn này á, nhẫn nữ hoàng Phước Lộc Thọ này, vài bữa Vinh về à, Vinh có về ý nữa. Vài bữa Vinh có ok kim đặng 217 là dòng cho chế. 217 với 744 ta mua rồi nè con. 744 còn chế Phúc Ân ơi, nhẫn 744 còn. Rồi dây chuyền giùm em 622. Dạ em không có trắng, chốt xong cái này mình chị nào mà thích màu trắng hay xin màu trắng hay thôi. Rồi đồng hồ sale lên liền, bạn nó đang bán đồng hồ sale tới đâu rồi xin trả tôi cha. 6220. Em có 3 à, nhẫn này em còn 2. Em còn 2 ha, 2 trắng 1 hồng. Tất cả em bán nhẫn Amaro này luôn, bữa nay hàng độc hàng đẹp giá yêu thương. À, chốt vía ngày thần tài. Và nguyên và dạ, mình cứ chốt ngày này cho nó lấy hên với chị, 1.150.000. 1150, dây mặt luôn 6.220.000 bán chung không bán lẻ. Chốt đơn 7245. 7.245.000. 7.245.000. Amaro men 7245. Dạ dây chữ H của nó là 622, dây có Vinh đang đeo hàng độc đó chứ. Rồi nhẫn này mấy chị đeo danh dự được luôn, nhẫn này nam đeo được luôn nha cả nhà. Unisex nam nữ đeo được luôn. Trời ơi, 1.150.000. 7.245.000. Em có một cái dòng LG ni tay nhỏ, ni tay 48 49 50 là vô mánh xe 1.200.000. Quá rẻ đẹp nha, xe 12. Nhẫn xe 1150. Ngày thần tài. Chốt lấy lọc chứ không lấy lãi nha.
7245 em chúc mừng chế Long Nguyễn, em có hai nhẫn thôi, 1150. Dạ không, cái này em bán chung dây mặt luôn, em không bán lẻ dây mặt được nha. Dạ có tùy mẫu em bán lẻ được, mẫu này em không bán lẻ được, em lấy nguyên con 7245. Rồi dòng dùm em 636, đi tay 48-50-51, 1.2 gram. Đó, mình tháo chỗ này thôi, 1.2 gram, 636. Cái nào đâu con, cô chỉ chứ. Đưa hình đi. Không có ti vàng hồng á. Gặp nó ở đâu á, có hai đơn màu hồng. Có hai đơn. Rồi 6360. Thương hiệu Lệ Rơi nha. Thương hiệu LV. Đó, rồi gớt cái dòng mà con. Đưa cái mâm đồng hồ xem nãy đâu con, đưa đi, tao đang đây, tao mình mượn tao rồi con. Dạ, với em đang đây 6.220.000. Rồi lắc này em chúc đơn cho giá 1150 đây được 2 bề. Cái em đang cầm đi tay cái 54 nha, 1.150.000 một gam. Móc máy. Lắc bi vàng hồng hả? Bi hồng không có luôn, bi hồng chắc có, em nghĩ khoảng còn nửa tháng nữa mới có hàng. Rồi ok con. Nga Nga 7245. 41g90 xem 1.150, 48 triệu. Nhẫn nam đường kính 20 hả? Nhẫn nam để em hỏi bên kia, nhẫn nam về chưa, hôm nay nhẫn nam hết sạch. 48.180.000. 48.180. Rồi ni lớn hay mấy chị? Ni tay lớn 48.180.000. Em chúc đơn có 1150. Dạ, em chúc cho chị Nga Nga. Lắc bi hồng hả chứ? Sắn hồng với bi hồng chắc em phải cỡ tuần 2 tuần nữa chứ ơi, cái đó em đang đặt á. 48.180.000 chốt đơn. Móc máy 7D luôn, 1150. 115, em có một sợi dây bính bản này lên đơn mấy chị giá 1.200.000 nè. 4 tấc 2, đẹp lắm mấy chị, thay mấy chị đeo kiềng đúng không? Mấy chị đeo dây này cho em. Đẹp lắm nha mấy chị, mua không có đền cũng được nha mấy chị. Nó là hai bính kết lại nhau, cầm nhẹ nhẹ cái con ơi, căng cái con ơi, xem 1.200.000. Rồi cái này em 48-50-52-54, em còn một chiếc. 5 em còn một, em chốt đơn luôn 1.300.000 nha. 51 cắt lại được chị gái. Ê sao nàng cứu tao duyên dáng Việt Nam. Được chứ Kim Nhiên ơi, bà mua đi có 1.150.000 rồi chứ ơi. Mua giùm em đi em thương, lắc tay đang đeo 44 triệu, lắc này 48.180.000 nha. Cắt được chế, cắt nhiều tính nhiều chế ơi, dẫn bán giá đó em cũng giống như chỗ khác mà cắt mới chịu lỗ đâu. Dạ đây, có lắc hồng không ạ? Chế em có hai cái lắc thương hiệu Hoa Mật, mà cái đặc biệt đẹp của nó là nó không bốc máy nha chế. Không bốc máy luôn, em chốt đơn luôn, bữa nay vàng hồng luôn 1.300.000. Bốc máy 53 triệu, 52.300.000. Dạ cái đó nam đeo được luôn ok đó Quỳnh Như Hồ, cái đó có hai chiếc. Dây đang đeo là 622. Nhớ tặng hộp người ta, nghe hôm qua mấy bay đi giật hộp người ta nữa đó. Giật hai hộp mà anh em có đồ đâu trả nợ hết rồi, nó chỉ còn ba cái cuối cùng mà. 18.070.000. Tuần sau chị đi nha, nhớ nhắc chị hộp lưu sầm đó gì, chị hết lưu sầm xài. Cái đó với lại chống nắng đó cưng. Áo nghe cưng. Rồi 18.070.000. 18.070 lắc này em chốt đơn cho 1.300.000. Nè mấy chị đẹp lắm mấy chị à. Đó, mấy chị nhìn nhìn cái chữ H thôi. 1.300.000 lắc trơn luôn, ngay cả nhà có toàn ten tăng đơ resize giá vàng này 1.300.000. Thì em nói chị nó hời dữ lắm, hời. Không còn cái nào dễ thương bằng em nha. 20.111.000. 20111. Em có số lượng là 2. Lắc này nó có toàn ten tăng đưa resize cục vàng ơi, em có hai lắc thôi cục vàng ơi. 20.111.000. Dạ. Hôm nay em làm chị, năm rồi tuổi cũng tốt làm. Rồi 37. Rồi xui thấy bà. Mà mình biết mình xui mấy chị, cho nên năm rồi mấy chị chửi em dữ lắm. Có nhiều chị cái gì cũng chửi chân, thấy em hiền á, cái chữ phủ đầu cho em sợ á mấy chị. Mà giữ em sợ thiệt. Nhưng mà gì cũng nên nói với bà nội ơi. Cái bà làm gì bà tội chết. Mình sống ở đời mình không phải mình thấy người ta hiền, mình thấy người ta mình chữ người ta hoài. Em nhịn mấy chị là tại em nhịn đó chứ không phải là gì chứ. Ừ. Ông đâu làm được gì đâu. 1.350 em có số lượng 3 đôi. Lắc LG. Này dòng tay LG nè. Cái này là dòng nè Tích Trần ơi. Còn lắc chữ H là 20 triệu nè. Còn này là 18.730.000 nè.
1.3 triệu gam. Em coi coi, 1.3 rẻ quá luôn á. Cái này mua giờ chỉ mua 1.7 triệu 8 thôi mà không có chỗ này luôn. Vinh về là 5 á, nhưng mà tại vì em bán hết rồi, 4 em còn 1 cho nên em tặng luôn. 18.070.000. Em coi dồn đơn tiếp trần nè, nhộn mội ơi Duyên ơi. Đợt dịch bằng này dễ thương lắm á Duyên. Em hết rồi, còn chiếc nào không con? Hình như chiếc này ta còn trò nồi nè Phương. Chiếc này còn chiếc trò nồi. Đi kiếp cái bà. Bán con 1.299.000. Dạ, đợt em chốt tình yêu đòn hằng lắc tay 20.100.000. Có hai lắc luôn. À, chữ H nó hên luôn giùm em. À, em Duyên ơi, dễ thương lắm. Em còn nhớ đâu nhà ở Việt Nam là ở Bình Dương. Em nhớ lắm mấy chị, chứ em nhớ chơi mấy chị nói một lần là em nhớ. Nhớ dài lắm, có nhiều chị mua đồ em mừng năm sau quay lại. Em nói chế bữa nay bà mập nha. Bạn đen nha, hay là chè tóc dài hay là gì nhớ trơn nha. Trời gặp nhau không khen ta đẹp, không khen ta mập đen Duyên. Chúng quýnh em quá. 9.045.000. Y như sòn nha mấy chị. Em có 3 đôi, 1.350.000. 1.350.000 em có 3 đôi, siêu đẹp. Cái gì đâu con? Cái lắc đó chăm ở bên chị Màu. Màu chăm bên chị Màu. À, ở Long Khánh. À, tao nói nhớ đúng quá, tao nói Bình Dương là ở Long Khánh thì gì? Bởi vì chỉ nhớ của tôi thiệt sự. 9045 thôi cũng nhớ xa xa là cũng đúng rồi đó. 9.045.000. 9045. Em có một sợi dây chuyền này, duy nhất có một mình em có. Một mình mới Vinh có dây LV này, vàng hồng nha. Rồi em chốt đơn luôn cho giá 1.2 triệu. Hơn 700 lượt chia sẻ à hả? Trời ơi, lên liền con ơi. 48.180.000 chụp cho Mỹ Anh coi, đưa hộp em ơi. Cảm ơn giùm em. Cảm ơn gì vậy ta? Thần tài gõ cửa đi mấy chị. Thần tài gõ cửa. Rồi cảm ơn giùm em. Tặng nha, 700 lượt bạn nó phải nhắc em, mấy chị phải nhắc em, thả tim. Trong đây rất là đẹp, nó có thương hiệu Kim Hương Vinh em nằm chỗ này nữa, hộp luôn. Rồi thần tài gõ cửa mấy chị ơi, tặng nha, tặng nha. Hộp này hộp nữa này Duyên ơi. Hộp này hộp nữa, dây bính nãy là 52.300.000 mấy chị. Thần tài gõ cửa mấy chị chơi vui, mấy chị chơi vui. Chế ơi, chú Phúc Quân ơi, chế lấy dây này đi, 1.2 triệu gam mà chế. Thần tài gõ cửa. Trời ơi, đẹp chưa mấy chị, cái dây này đẹp quá chứ Phúc Quân ơi. 52.300.000, hàng độc luôn, không đụng hàng luôn. Xeo có 1.2 triệu thôi. Con tay là 9.045.000, chơi vui mấy chị. Chơi cho nó vui ha. Mấy chị villa, biệt thự, nhà cấp 4, cấp 3, nhà 2 tầng, 3 tầng, đồ chơi cho nó vui mấy chị. Thần tài ở cửa mình chơi vui mấy chị. Em kéo xuống thôi, chúng ai chúng ai chứ em đâu có, em đâu có nhìn ai đâu. Thấy mắt em nó lâu liều qua cái bên. Con đặt chưa về, kêu Duyên nó hỏi Phú. Kêu Duyên hỏi. Kêu Duyên hỏi đi. Em hỏi về chưa, hỏi về em hối đó Duyên. Với cái mặt ấy đó cưng, ai không biết mày đặt rồi. Tao kêu mày hối hả? Giỡn em hoài mấy chị, cũng chọc em. Duyên chọc em. Chọc em ngoài mấy chị ơi, giận Duyên. Rồi em kéo nha. Kéo ra đang cho nó nhanh nghe mấy chị ta, mạnh tay lên nè. Quyết liệt lên, trời ơi, em mắt đái muốn chết luôn mấy chị. Em đánh xíu mà em đái tẹt 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 luôn. Em không có đi được giờ, sao ra giờ ta. Trời ơi con quỷ, tay. Kéo ra mấy chị, xuống 8 lên 9. Phát tài vĩnh cửu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, nhỏ này 3, mắt đáy lắm rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sunny Lê. Tặng hộp. Còn một món nữa nghe mấy chị ơi. Sunny Lê. Đặt lên mẹ đi. Vậy đặt lên mẹ đi. Mẹ cũng không có chứ. Ủa vậy chứ mẹ bán đắt mẹ hết đó. Con thông cảm chứ giờ tự nhiên tao bán đắt mà. Phải chi tao bán ế tao đăng lên tao còn thì mày la tao. Tự nhiên ngộ quá. Cái nó nói sao đăng chi mà lên hết trơn. Nó nói tại tao bán đắt mà mày hỏi. Vậy mấy chị nghe. Mày đặt lên tao đi, tội nghiệp tao chứ tao đâu muốn tao. Tại nó tao bán đắt tao hết rồi. Nó hỏi sao cái gì cũng hết trơn vậy. Hỏi em vậy đó mấy chị. Nhỏ này trả lời một câu. Rồi 50, còn một hộp nữa nghe mấy chị. Ngày thần tài đừng để em thiếu nợ nha. Em còn một hộp nữa đó.
Rồi chút xíu từ từ tới mấy chị ơi, rồi bán vàng đi. Bán vàng đi. 52 triệu. Dạ có người trúng rồi. Đó. Đây nè mấy chị. Đó nè, chút xíu tới câu khác nha. Chút xíu tới câu thần tài lộc phát. À, bây giờ có người trúng rồi, rồi chốt đơn làm em dây này. Xe 1 triệu 2 có người trúng rồi mấy chị ơi, chút xíu chơi tiếp. Ngàn vô ngàn đi, ngàn cứ vô chơi. Ngàn là vô chơi mà nó nghe nè mấy chị mấy bà gán đợi em cái được không? Duyên ơi. Dạ. Tao chịu hết nổi rồi Duyên ơi. Mày kéo này ra trước mày chuẩn bị. Mấy chị bảo là đừng đi đâu hết trơn, mấy bà đi em giận á, cho em đi toilet cái nha, em quá trời em mà chút xíu đây là nó sẽ có án mạng xảy ra. Con quỷ này kéo sẵn chưa? Dạ, em đi nha mấy chị, để em xíu nha mấy chị. Chị nào đi ra là em giận đó. Trời ơi. Con da bỏ dép nè, đi vào không nè. Trời ơi, biếu hết trơn. Con quỷ này từ để chị vô chưa sư quán mạng xảy ra đó rồi vô chưa cái gì mà phải bỏ dép chạy luôn rồi chưa rồi lên với chị ấy em tiếu quá ở đâu đó con rồi xong chưa nãy chiều ba à con rồi đôi này em có hai đôi nè mấy chị. Bây giờ em có hai đôi dây chị em chốt đơn luôn cho 1.2 triệu nha, bao đẹp. Trời được tặng thằng Tài ấy, chiều nay mới về 60 ông nha, mới ship được tặng được cho bạn, đang nào tặng cái nó đi. Vinh kiếm nguồn trả nợ chứ, sáng là Vinh là xanh lè có vụ ông thằng Tài này. 27.540.000 có quý nhân giúp đỡ đó, cứ sống phải sẽ gặp phải cả nhà ơi. Mấy chị cứ yên tâm, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ gì nhiều. Công việc hay gì mình cứ cố gắng mà làm hết sức của mình thôi. Ai mua sự tại nhân mà thành sự tại thiên đó. 27.500.000 em chốt đơn dây này 1.2 triệu. Chốt đơn 1.2 triệu, 27.540.000. Nói chuyện mấy chị cũng đeo dài, đeo ngắn thì cũng đẹp chứ. Bao xuất sắc với mấy chị luôn. À, nó có tổng tan tăng đưa ở phía sau. 27.540.000. Em chốt đơn 1.2 triệu, chốt đơn đeo phú gia. 27.540.000. Rồi chốt đơn phú gia. Lắc à, có lắc bi em đang đeo mà một len không ạ? Dạ có. Một len chữ H con chụp hình đi con ơi. Nè rồi rồi em chốt đơn ơi chế nè con. Dạ dây chuyền này là 52.300.000 nha. Em chốt đơn cho 1.2 triệu nha. 523. Rồi em chốt tình yêu phú gia. Đây bông này em, nhẫn này em về được 3 nhẫn. Cái này chỉnh đi không được nha mấy chị. Đi số 11, 12 10, 11, 12 giúp em chốt đơn luôn. Mấy chị cái đai này nó đi full luôn này, hàng độc luôn bên em, chủ hộp nhân tạo. Em chốt đơn luôn cho giá 1.199.000 ngay nhân 1.2 triệu nha. Rồi chốt đơn 1.2 triệu. Ni số 10, 11, 12. Ni số 10, 11, 12 luôn giúp em. Bông tròn khoan chạm có luôn. Đây này đi lớn nè. Em chốt đơn luôn cho giá 1.2 triệu nha. Ni 52, 53, 54. 50, 52, 53, 54. Rồi chốt đơn 1.2 triệu. 5 gram 13. Dạ 6.160.000. 6160 chế Kiều Dương ơi. Dạ dây đó là 4,5 tấc đó chế. Nó có tổng tan tăng đơn đó chế. Rồi nhẫn vuông halo amaro luôn. Dạ đeo kiền cho chị coi thử ha. Nhẫn đi số 10. Rồi em chốt tình yêu An Nhiên 7 triệu đi. An Nhiên 7 triệu cũng có 2 nhẫn. Quỳnh Hồ con chụp cái lắc khoen lật 48180 cho tình yêu Quỳnh Hồ coi đi. Ok chế Quỳnh Hồ. Lấy chị Hồ Dương 6160.
Nhận em còn chứ cả nhà. Vô lắc nha con, mẹ làm từ từ lắm rồi đó. Hầu Dương 616, xe 12. Rồi hết. Nhận em chút đơn Thảo Nguyễn 7 triệu. Rồi hết ra nghe mấy chị. Em có mặc ống này hàng mới, em về được 3 cái, bữa nay em chốt luôn 1,2 triệu. Ngày thần tài mấy chị ơi, thần tài tới sẽ đem lọc đến mọi người. Đó, đây 1,2 triệu. Thần tài cũng đem, em đem cho bà nè. À, rồi bông này em chốt đơn cho 1,3 triệu. Cái chim mua vàng bữa nay là thần tài em chị, cái nào mà có liên quan tới vàng, kim cương sao. Bông tai hơi bị đẹp, hơi bị xinh, hơi bị nhung, em chốt đơn cho giá 1,3 triệu. Và 15,8 triệu. 15,8 triệu ngàn. Và cọc em 3 triệu đi cục cơm. Trời ơi mấy chị, bữa nay cái này 1,6 triệu, 1,6 triệu 50 rồi, không có giá này đâu. Nó toàn đồ đẹp không à. Chụp nhắn hắt đen á, chút xíu nó chụp sao cho em. Và 52 dừa lắc 48 cho 180, 52 dừa đó chị Bích Nguyễn ơi. Con chốt với tình yêu Bích Nguyễn coi đi con. 52 dừa chị cắt bớt lại. Rồi dây mặt túi em xem 1,3 triệu. Bông hoa mai đi Vinh, ok Huy Hoàng. Và dây chuyền 6,6 triệu. Đẹp quá mấy chị. Màu gold đậm á mấy chị, đẹp lắm, hai túi hai bề. Lên cổ dễ thương lắm. Và bông tai 15,8 nha. Sang quá mấy chị ơi, là bông này nó sang quá trời sang là bông này. À, cái này phải trên 20 triệu mua được đó. Em chốt giá 1,299,000, 1,3 triệu. Tim nè cả nhà. Em chốt đơn luôn cho giá 1,3 triệu ra 15,8 triệu cho. 1,5,8. Quá rẻ và đẹp luôn em, 15,8 triệu. Nhẫn nam 8 triệu hả? Dạ, coi tin nhắn ok Trinh Nguyên. Dạ ok đấy. Học đường nữ trang chị em hết rồi chị ơi. Thần tài em cũng hết luôn rồi. Dạ thần tài chốt hôm qua em kia là chiều nay mới lên đơn được, chiều nay xe mới về đó nói chị. Bác cái giống gì cũng thương em bắn trơn. 15,8 dạ ba em hết. Mặc ống số lùn em xe 1,2 triệu, em có 3 cái. 6,6 triệu là gì ai cũng mua nha. Rồi ok Nguyễn Lam. Định đeo cho Nguyễn Lam coi nè. Khỏi đeo Nguyễn Lam ơi. Chưa tới 1,3 triệu gam nữa, đẹp giả mang. Giả mang. Túi này túi kẹp nách của dì ó đó. Gì con? Nó rỉ rỉ hả? Uống nước nhiều vô, hôm qua tao cũng vậy đó. Hôm qua khó chịu cũng chết. Dạ. Đeo nãy là dây á chết. 52,3. Này là dây nha chứ không phải là kiền đâu, nhưng mà nó giống kiền á. Em chốt đơn có 1,2 triệu gam thôi, giá hời lắm. Bông này em sale cho 1,1 triệu gam nè. Mặc dây chuyền 1,2 triệu nha. Mặc dây chuyền ống cà chia à, full namoral luôn. 6,8 triệu mặt này. Xem lên cho nhầm lên bông trước đi. Em còn một đôi sale luôn 1,1 triệu, 9,3 triệu. À, ngựa có cánh còn này, chốt cho Ấu Lăng Quỳnh đi con. Chụp ngựa chị coi đi con. Còn Từ Kiều Mai Nguyễn ơi đẹp lắm. Đây lấy mặt túi nè. Đây em chốt nè. Rồi em chốt luôn cái mặt túi đang 1,2 triệu gam. 1,2 1,2 nha cả nhà. Trong nó có chữ đô la, nó AMR. 1,3 triệu. À dạ ok chế đặt cọc rồi. 6,3 chốt 1,2 triệu. 7,560. 7,560,000 mặt túi. Xem 1,2 triệu cho chị uống miếng nước rồi con. Nước chanh rồi con. 7,56. 7,560. Rồi bông tai nè đẹp nè. Y chang bông tai sòn luôn nè mấy chị. 9,360. Dạ rồi em chốt tình yêu Nga Quỳnh 7,56. Uyên Lê dự bị rồi. Dây em chụp cho chị Quách Ngọc Bói coi. Dạ. Dạ 52,3 đẹp chị ơi. Không đẹp cũng đền. Ngõ em thấy không? Phải đẹp. 523 xe có 1,2 triệu. 4,2 triệu. Chị ơi lên roi dây bông mai nha. 9,36 chốt cho Như Ngọc xe 1,1 triệu. Nè con cầm như này chụp cho chế yêu đi con, để em bỏ bọc mày sợ nó gãy. Nè con 53,600 chứ Quách Ngọc Bói. Mặc túi tiền em hết rồi. Còn túi tiền nào nữa không con? Cái đó dịp hình đặt lại con ơi. Mặc túi tiền nó đặt lại con ơi. Chín ba sáu mươi em chốt với tình yêu Như Ngọc.
Rồi, giờ Quỳnh Như Hồ lấy 48 triệu 180 đó không? Rồi, 9360 em hết nha. Mặc ống 6 triệu 8 em chuẩn bị lên. Bông trái tim em có 3 đôi, chốt luôn 1 triệu 350 ngàn luôn. 9360 em hết. Bông hoa tròn còn không? Dạ còn đây. Rồi, dây chuyền này em chốt đơn giá 1 triệu 1 gram. Không biết nhiêu luôn này, mấy chị chỉ cân cân được. Chị nào lấy comment em 30 triệu đây nghe, nếu cân nhiêu lên tính nhiêu dùm em. Comment em 30. Dây này nên đeo ngắn lắm mấy chị, 4 tấc là đẹp. Trời ơi, xuất sắc cái sợi dây này luôn á cả nhà. 1 triệu 1 gram. Dây này dây sòn y nhì là 300 triệu. Dây sòn y nhì là 300 triệu luôn. Đây bông này là chính giữa nó có một cái trái bi cạch chi ở đây, đi tay ni 50 52. Kiền 4 tấc 7 không? Dạ không, 4 tấc 2 à, chế thêm còn đang tăng đưa thì được. Em chốt đơn bông này 1250. 7788. 7788. Dạ dây đang đeo 30 triệu, mấy chị đeo 4 tấc là ok, xem 1 triệu 1. Ủa 52 nha, cái này 52. Tóc dài chút xíu xong đi cắt tóc. Tóc dài mấy chị bữa nay dài thòn. Nghiệp quá, trong Tết đâu dám cắt mấy chị. Sợ nghiệp mấy đứa này nè, mái tóc bà nào mà nói vàng khờ bà thì vàng que. Mấy đứa nhộm đâu mà ra cái đầu đủ màu hết trơn. 7788, em chốt đơn bông tai 1250. Ở trên đầu này nó có một cái trái bi nè, che luôn cái tay rộng của mình luôn á mấy chị. Đẹp lắm. Cái dây đó 4 tấc 2 à, trái Mai Nguyên ơi. Mai Nguyên ơi, dây đang đeo 30 triệu, đẹp quá này mấy chị. Trời, nó y dây sòn 380 triệu luôn á. Bông tai 1250, 7.788 nha. 7788, đây bông lạ nha, bông lạ nha, bông lạ nha. Bông trái tim Amaro đeo được 2 phôm kiểu, 1350. 135. 135 còn một hộp nha, chừng nào ngàn báo em. 10.368 nha. 10.368, 638 nha. 30 triệu chốt với tiết trầm nè cưng. Rồi xin em cái không ơi, nè bỏ cái hộp đi con. 30. Thả trái tim lên xem 1 triệu 1 con. Ok tiết trần, gom đơn tiết trần nha Ngọc ơi. Làm bill cho tiết trần nha. Bạn dễ thương lắm nè. Dạ ok chị. Sòn ghé tiệm làm không có 10-20 mà bà chốt like hay gì, mấy món chốt like thì được 10-20 chị. Còn ghé tiệm mà mua tại tiệm thì không có 10-20. Mà chốt like mà lên tiệm lấy thì vẫn 10-20 kêu bạn ghi vô. Dòng tay còn chiếc nha cả nhà, 14.450.000. 14450. Ok tiếp trần. Bông đang đeo là bông khoen 7788 nha. 14.450. Em còn một thôi. Rồi em lên dây chờ nồi này với bông này nè. Cho tiếp trần lấy luôn nè. Bông tay này có 1250 mấy chị nhìn. Đẹp lắm mấy chị. Bông khoen là mấy chị đeo 3000 năm hôm xưa. Và cái dây đó 4 tấc 2 chị thêm tầm ten tăng đưa được đó chị. Thêm 3 phân ok, 4 tấc rưỡi được. Dòng ban mới đăng hả? Emily dùng ban mới đăng nó khoảng 20-25 triệu, vốn chiều tư 20, bán chiều tư 50. Bông này em có 2 đôi. Khoan lên trái tim này trước, em có 3 đôi nha mấy chị. 10.638 nha. Cái trần này mua đồ yêu ok lắm, không có gì đâu. Đây đang chốt bill em, ta chứa vô coi. Dễ thương lắm em ơi. Xịn, 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 xịn lắm. Chứ chẳng xịn từ đợt mà chị Vinh lai dịch lận. 7788 tình yêu hồng Thu Phạm. Dịch mới bà làm chuyện tào lao lắm mà người ta còn dễ thương mà, dễ thương lắm. Nè con, chốt tình yêu hồng Thu Phạm. Bông tai đang đeo có 3 đôi mấy chị. Đeo được 2 dáng kiểu nha. Mấy chị ở nhà không, mấy chị tháo này ra cũng được mà. Ví dụ mình ở nhà mình tháo cái đôi bông này ra. Đi đâu thì mình thọt cái trái tim này vô. Em có duy nhất 3 đôi, em cũng chốt đơn giá sale luôn. 1350 sang quá mấy chị ơi, toàn đồ đẹp không à. À ban cứng trắng ha chứ. Ban ruột ban mềm mà, ruột ban cứng. Chắc mùng 15 em lên ruột ban cứng cho mấy chị á. Ngày mai chớ lên làm cái tủ đó lên cho nhiều chiều xíu Duyên ơi. Ồ chị. Dạ mà cái đó em không có dài quá, em chỉ làm được 4 tấc rưỡi cho chị thôi. Chứ nó mà 47 thì mấy cái đồng tan dài quá thì nó không đẹp. Em không chịu, em bán mấy chị á. Vừa phải đẹp, vừa phải hợp, vừa phải rẻ không. Chứ không có bán mà về mấy chị đeo không được. Dạ em chúc Phương Dung 10.638. Rồi. Dạ Nguyễn Tường Vi 10.638. Ok Tường Vi.
638. Rồi bé Vinh hết nha, em có bông tim đang đeo 10.638 cái. Rồi em chốt Tường Vi, em chốt Phương Dung. 5g 68. Vàng hồng em chốt luôn cho giá 1.299.000. Và 7.380.000 mấy chị, 7380. Và 10.638 em hết rồi, em để sao chị đổ lại hoa nha. Em hết rồi à. Đây dòng vàng đợt 1500 2500, còn đây trong vòng nửa tháng 10 với 10 20, 7380 mấy chị. Em có ba đôi thôi, hoa mai ghép vàng hồng giá yêu thương, hàng mới về luôn mấy chị. Toàn săn đồ đẹp không mấy chị ơi, giờ không bán đồ xàm xí rú đâu, đồ đẹp đẹp không mà. Rồi em chốt dây chà nồi, em có hai dây, em lên chà nồi luôn cho giá 1.350.000. Bông tai giá 1.300.000 và dây chuyền 10.530.000. Quá trời đẹp luôn nè mấy chị, 10.530.000 kèo VIP nha mấy chị. Em có hai dây thôi. Dạ. Có lên sòn không ha? Từ giờ em lên bịch kim không? Chắc sòn mấy chị cho em ngày mai nha mấy chị. Sòn cho em ngày mai nha. Đây à, sòn cho em củng cố lực lượng ngày mai. Ngày mai em sẽ chơi đẹp với mấy chị lớn. Ngày mai em sẽ like ca sòn cho hoành tráng. 10.530.000 là dây. Còn bông tai là nhiêu quên bà nói. Dây bông tai là 7.200.000. Bông tai em có 3 đôi 72. Dây chuyền là 10.530.000 7.200.000. Dạ được chị, nhưng mà chắc trên like ưu tiên nhất rồi. Dưới like thì dưới tiệm thì ưu tiên gì, cái nào cũng ưu tiên á. Cái nào nó tốt đẹp nhất thì em thấy lên trên này, cái kia nó tốt tươi đẹp thì em thấy hơn kia. 7.200.000 em có 3 đôi. 1.300.000. Quá rẻ luôn. Dây chuyền à chị, em có trắng với hồng. Em có hai trắng hai hồng. 10.530.000 dây chà nồi. Đó, mấy chị cũng đeo sắc sát hay cũng đeo choker lên nhẫn được, nó có biết sao, nó có tăng đơn. Mình muốn làm gì mà ú ú như chó sói vậy bà. 54 hình đi Quỳnh Như ơi, nó ú út mày kìa. Lắc bi đang đeo 44.100.000. Bi đang đeo 44.100.000. Ruột băng mềm bán không hả chị? Mềm bán không, chắc vài bữa em về quá. Ruột băng mềm bán không chắc vài bữa em về. 10.530.000, em có 2 hồng 2 trắng, 1.350.000. Đẹp lắm nha mấy chị ơi. Còn mẫu đẹp đẹp lạ lạ đâu không mà. Không đụng hàng luôn, em có 2 hồng 2 trắng. 2 hồng 2 trắng. Rồi mặt này em về 3 còn 1 sale luôn. Em sale luôn 1.150.000 một gam, bao đẹp hàng Amoro luôn. Ba em còn 1, em sale luôn 1.150.000 hàng mới nha mấy chị. Không có cũ đâu nha, em tặng đó. Và em chốt Như Ngọc màu trắng. Em có 2 hồng 2 trắng, về có 4 cộng à. Ok tình yêu Như Ngọc 10.530.000 trắng. 1.350.000 hết đồng giá, trắng hồng thì cũng vậy. Rồi em chốt cho Ruby 10.530.000 trắng. Vậy là còn 2 hồng đó mấy chị. Nè con. 2 hồng. Mặt dây chuyền 7.82. Mặt dây chuyền 9.000.000 mấy chị ơi, 9.000.000. Và bông khen sòn đó em hết rồi chị gái. Em đang đặt hàng chắc vài bữa mới có hàng. Vài bữa bông sen khoảng nó về 5 hồng 5 trắng. Chắc đợt sau. Đây chưa, rất là đẹp luôn em, 9.000.000 nha. 9.000.000 hà mẫu mới nha mấy chị. Em về 5 cái, em còn 1 cái em tặng luôn giá 1.150.000. Không phải hàng lướt nha mấy chị, mà hàng số lượng, em bán còn 1 em tặng luôn. 9.000.000 chốt đơn. Ôi mấy chị đồ mới mà giá 1.150.000. Dạ ok chế. Ok chế Quách Ngọc Bó dễ thương của bé. 9.000.000 năm mới phát tài mấy chị ơi, đẹp nha mấy chị. Bông mai đi Amoro nó đẹp như sòm. Đẹp như sòm, 9.000.000 quá rẻ. Bông này em có 2 đôi thương hiệu LV màu đen. Rồi bữa nay chốt đơn là em Vanlis 1.350.000 thôi, 3 đôi. Em có 3 đôi màu đỏ, 3 đôi màu đen. Tất cả vàng hồng. 1.350.000. Dạ chốt em 3.740.000. 3.740.000. Nè mấy chị 3 đôi à. Quá trời dễ thương luôn nè. Ai bỏ lỡ tiếc nha. Em có dây 3 màu này. À, khúc màu, khúc hồng, khúc trắng em chốt đơn 1.200.000.
Dạ vậy bữa về em có em để đôi màu trắng. Em cũng đôi trắng đôi hồng đó chị. Cái đôi đó em đặt tới 5 đôi luôn. À, thường thường đôi đằng nặng em đặt 3 đôi. Em chốt đơn giá 1.2.000, 4 tấc 2. Quá đẹp nha mấy chị. Cái phân chia khúc cái dây này là cực kỳ đẹp. Nổi lắm, muốn đeo có mặt cũng được, không mặt cũng được luôn. Rồi chốt đơn giá 1.2.000. Dây chuyền 16.632.000. 16632. 1.2.000. Rồi em chốt như ngọc đen em có 3 đôi. 1.350 mấy chị, hàng mới về, van lít. Trên chữ dưới hoa. Bao nhiêu ta? À 3.740. Ok nè chị gái, em có 3 đôi. Dây lá vuông nhỏ bao nhiêu? Dây bi 166 mấy chị. Bi 166. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn em đó. Rồi chốt giùm em 166. Quá rẻ luôn. Bèo nhiều chim miến. Đang chốt xong mấy chị muốn xi màu trắng bên em xi trắng nha, còn không thì để đây ba màu nhiều thời gian đi. Còn muốn xi trắng báo em. Ok Yến Nhi 374. 374. À, rồi dây chuyền. 166. Rồi mặt em có 5. Sale luôn 1.2.000, rồi nó đẹp làm sao mấy chị ơi, nó lung linh lung linh. Đen chốt cho Yến Nhi, chốt cho em La Trần. Dây LV men đen Vinh đeo Tết. Còn tình yêu Hài Quyên ơi. Còn em ơi, dạ còn chứ. Dây đó em còn. Em La Trồ Trần 740. Coi chứ Hài Quyên nói chứ còn cái dây Vinh đeo Tết ở mặt cái đầm đó em. Còn còn, xíu Vinh lên. À dùng đơn cài áo với hai đầu bông. Dạ em cảm ơn chế Thu. Cảm ơn chế Phạm Thu. Rồi mặt dây chuyền chốt đơn 1.2.000, em có 3 cái. 5.750, đẹp quá mấy chị ơi cái mặt này. Em bán có 1.2.000 thôi, hiền mới có 3 cái. Toàn đồ đẹp đẹp không, như đồ bình thường. Tất cả bữa nay mua được lì xì hết nha mấy chị. Lì xì hết ngày hôm nay luôn á. Bán giá yêu thương luôn. À, rồi chốt đơn làm em 5.750. 5.750 Lê Nhâm, em có 3. Bé Vinh có 3. Ok chế Lê Nhâm 5.75. Có 2-3 thôi. Rồi dây gắn. Em về dây gắn này được 3 dây luôn. Bé Vinh chốt đơn dây gắn luôn 1.350. Bao đẹp luôn em nha. Hàng toàn là hàng VIP không. Số tài khoản nó giả cho Thanh Hương ơi. Số tài khoản số đơn trên đầu em 2427 Thanh Hương ơi. Cái đó giả đó chị gái, giả màu đó. Rồi Phương Dung 5.75. Còn một cái nữa thôi mấy chị gái ơi, dây em có 3. 7.965.000 gắn cạch kia 1.35. 1.350 em có 3. 1.350.000, ồ đẹp quá mấy chị ơi. Dì ó này em về được số lượng 5. Dì ó nha, dễ thương luôn em, 1.350 luôn. Mai em lên sòn hoành tráng nha. Cái này bữa nay em ra bịch kim nhiều. Bông tai 2.900.000. Rồi Muri, Marie Múc Mi. Rồi tên dễ thương vậy. 5.750 mặc hết nha. Rồi dây chuyền 7.965. 7.965.000 em có 3 dây. Trời quá trời dễ thương nha mấy chị. Nhẫn gắn em có màu hồng. Gắn màu trắng hình như hết rồi. Trắng trắng hết ra cơ. Còn hồng thôi. Đẹp quá mấy chị ơi. 7.965. 2.900.000 gì ở có 5 đôi. Nè mấy chị, dây mặt dây rắn nè, mặt rắn nè. 7.965.000. Rồi bông gì ở nè mấy chị, quá dễ thương. Ok chế Như Ngọc. Dạ gì ở nè mà hình như có màu trắng không ạ. Bây giờ chốt đi trắng chút xíu kiếm sao, còn có xi lại chị. Dễ thương quá mấy chị. Ủa là mặc đồ tim tim rồi cho trẻ trẻ mấy chị. 2.900.000. Vàng hồng luôn 1.350. À bông ý hoa mai hả Hạnh Nhân. Hoa mai hoa mai. Bông hoa bông hộp ghép ha. Rồi chốt đơn 1.350. Rồi dây chuyền giọt nước này em xem 1.200.000. Chuyền giọt nước em xem 1.200.000. 7.965 em chốt ơi tình yêu à. Đây 2 dây An Nhiên. Đẹp lắm mấy chị. 7.965. 2.900.000 em chốt ơi tình yêu kia rồi. Rồi dây chuyền này dùm em. Em chốt đơn cho giá 1.200.000 nha. Giọt nước luôn bao đẹp 1.200.000. Đôi bông con ong còn không mà. Ong ong đang đặt lại chắc tuần sau có đó em.
22.400.000. Em đặt cả ngàn lượng cho mấy bà rồi, yên tâm. Hàng về thì chuẩn bị về cả ngàn lượng nữa đó. Em bán cái chập tết xong là khoảng ngày là em bán xong với mấy chị đó. Em vẫn còn vàng chơi mấy chị bình thường. Có 10 ngày nữa, 1 ngàn lượng ập về nữa đó mấy chị ơi. 22.400.000 giọt nước, đặt lần cả ngàn lượng, đâu có đặt ít mấy chị đâu. Cho nên là bây giờ là mẫu siêu đẹp em dúng. Có ai có mẫu này không mấy chị thấy không? Đầu năm không ai có đồ đẹp đâu, người ta chỉ có mẫu cũ còn lại thôi. Em là đồ đẹp đậm mà, cả đống. Rồi dây chuyền chốt đơn cho giá 1.200.000 nha. 1.200.000 một gam hay dây giọt nước y chang như sòn nè mấy chị. Y như sòn giọt nước, ở trên của nó là móc máy, dưới của nó là hộp. Mấy chị cũng đeo 4 tấc 2 gì cũng được. Nha. Hàng chi chị cứ hói, chốt bill lẹ giùm. Dạ chị. À, rồi 22.400.000 quý vị ơi. Quý vị đồng đội ơi, đây nào đẹp chưa? Vẫn là cái tiêu đề của em, chừng nào like còn 300 người em mới xuống, còn không em like hoài như vậy đó. Like hoài luôn. Em đi toilet rồi đâu sao? Nào con 7965 em chốt cho An Nhiên chưa? Chốt chơi chưa? Rồi em có đôi bông này. Em chốt đơn bông mới nha. Em còn có bông đôi duy nhất em sale luôn trơn 1.200.000 nha. Bông mới em sale trơn 1.200.000. Đồ về hoài nha mấy chị, em like, mấy chục ngày mấy chục đêm cũng không hết đồ, nó nhiều lắm. Chút xíu em chụp cái tủ mấy chị coi nó. Mà chị em bị khùng vàng đó mấy chị. Con người ta ai cũng có nỗi khùng hết trơn, đâu ai mà tốt đẹp hết đâu mấy chị. À, không ai tốt đẹp hết á đó. Đó, cái khùng của em là vàng còn hoài mà em nhập hoài vậy đó. Có nhiều khi nhập về mà chèn không có chỗ chân á. À, giấu ở dưới tủ đó mà em vẫn nhập. Ok chị, đợi em đi chị, chắc tuần sau em về em hỏi ha chị yêu. 8760 em chốt đơn cho giá 1.200.000. Mặc vì sáp nhỏ à. Sáp nhỏ cho tuần sau có luôn Trần ơi, gắn đợi chị tuần sau nha cưng. Lên vòng đi chị, rồi bông giùm em nè. Quá trời đẹp chưa, dễ thương chưa. Rồi thôi em tặng cái đi đằng nha. Nói chứ em cũng xuống 3:30 em còn đi ngân hàng nữa. Ngày hôm nay ngân hàng có làm không cưng? 8760 xem 1.200.000 lên mấy chị gái, tặng hộp đi cưng. Comment giùm em. Thần tài lộc phát. Thần tài lộc phát 8760 rồi. Comment xong đây em mấy cho mấy chị nha. Để à, nhẫn này em về đừng chục chiếc nè. Khoan lên này cái đi hả chơi chị em. Khoan từ từ mấy em nói 6 chiếc. Cọc mặt ngựa rồi. Ok chị. Rồi nhẫn bông mai em có 6 nhẫn. Đẹp quá, chúc em 1250 mã này đi. Khoan từ 7 triệu giúp em. Rồi chốt giùm em 7 triệu. Đẹp em chưa? Đó, xuất sắc luôn em đó. Rồi em chốt em 7 triệu, nhẫn này em có 6. Thần tài lộc phát mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị à. Nè, xíu đổ là nè, giận nó nè. Đổ sạch chọi nè. Thần tài lộc phát. Ôi mấy chị lo chơi game không à. À đôi gì ta? Đây 876 nè. Ai chơi ai mua về mua nha. Rồi chế từ kiều nè. Nè con ơi, chế từ kiều lấy. Nhẫn 7 triệu có 6 nhẫn thôi mấy chị. Rồi em kéo game nha. Rồi kéo xuống 6, kéo lên 9 nha mấy chị ơi. 1 2 3 4 5 6. Một chị. Lên nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoàng thị Mỹ Sương. Rồi ok, tặng hộp. Rồi còn hộp cuối cùng đó rồi em hết nha. Xong chốt mai nhẫn bông mai này nữa em xuống. 7 triệu nhẫn này quá đẹp. Hết rồi, ngày mai sẽ có chương trình tiếp cho mấy chị. Để em tìm. Tìm cái gì nó hay hay, nó tốt tốt cho mấy chị. Bữa nay tất cả mấy chị mua sẽ được tặng lọc lì xì nha. Rồi hết rồi mấy chị ơi, có người chúc rồi. 7 triệu chúc đơn 1250 em có 6 nhẫn nha. 7 triệu 1250 bây giờ em có 6 nhẫn. Cái đó vui vẻ không bảo em có chưa có tương tác với Mỹ Sương nhiều đâu. Mấy chị em biết Mỹ Sương là ai nha. Cho nên mình chơi vui vẻ thôi. Ngẫu nhiên em trúng thôi. Rồi chúc đơn em 7 triệu. 7 triệu giùm em ha. Rồi cái này chị nào lấy nó vô cho mình bóc giúp em. Rồi bye bye mấy chị gái. Em đã làm đơn mấy chị yêu. Bye bye cả nhà.
Ngày mai 12 giờ mình lại gặp nhau nha.